Ok, đây là một trong những các dấu hiệu tạo đỉnh của thị trường. Thì đối với các dấu hiệu tạo đỉnh của thị trường thì về mặt kỹ thuật nó sẽ chiếm khoảng 50%. Nên anh chị chúng ta lưu ý, thứ nhất là sau một khoảng thời gian đi lên liên tục của thị trường thì thị trường bắt đầu đạt biên đi ngang volume lớn, quan sát các điểm test đỉnh, nếu thất bại thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm là chốt lời và thu tiền về. Lưu ý nha, đây là một ví dụ thị trường đi lên liên tục này, tự nhiên xuất hiện một cái điểm đi ngang, có một cái đỉnh trước, test thất bại và trong cái vùng này giao dịch volume lớn, cái việc đầu tiên hạ tỷ trọng, và cây này là cây test thất bại, hạ tỷ trọng hết. Đây vậy, thị trường đi lên liên tục sau một khoảng thời gian trước lễ và sau lễ 29, thị trường đi ngang xuống là bull trap này, thì cái cây test đỉnh này phải bán hạ tỷ trọng cổ phiếu. Đó là bài học của cái cây này anh chị. Bài học của cây này, thị trường đi lên liên tục, nó không có dừng lại, nó cứ đi lên liên tục, đi lên liên tục, ngày nào nó cũng có giá cao nhất hết á, tới lúc nó dừng lại, test hai đỉnh không thành công thì cây này phải bán, đặc biệt là những cái vùng đi ngang là volume rất là to. Tức là cái vùng này là vùng cung cầu gặp nhau, nó không đi lên nữa. Tức là lực cung bán ra, cầu mua kéo ra, cầu mua bán ra, cầu mua, và chính là đây cái vùng phân phối của cổ phiếu. Đó cũng là một trong những cái bài học mình nốt lại, vì thế là đó là những cái điểm mà mình bán ra. Ta cần nhắc nha, về yếu tố kỹ thuật này thì nó phải tùy vào cái khả năng của cái người tư vấn, cũng như là cái yếu tố nhất định về cái nghiên cứu sâu của anh chị như thế nào thôi. Anh chị nghiên cứu càng sâu thì anh chị càng thoát càng tốt thôi. Anh chị cứ nghiên cứu mà không sâu, không đọc về cung cầu, cứ nhìn vào các chỉ báo mà chúng ta không hiểu về cái yếu tố vận động và giá khối lượng, chúng ta khinh thường những cái điểm, những cái cây bán volume lớn như thế này thì độ rủi ro chúng ta cao thôi, không có vấn đề gì hết nha. Thứ hai là vừa đi biến động volume lớn, tâm lý thay đổi, nay đúng mai sai và không biết là lúc nào là hành động đúng. Ta lưu ý nè, giống như giai đoạn này nè, thấy thị trường lên cao quá rủ một cái, ồ bán ra đúng là ngày hôm sau sai quay lại mua luôn. Tức là chúng ta đánh không biết yếu tố vận động, thị trường bị loạn về tâm lý và nó kẹp cho anh chị nhà đầu tư vàng nhiều kẹp tê. Tức là anh chị thấy thị trường chỉnh là lên, chỉnh là lên, chỉnh là lên, và chúng ta không có yếu tố rủi ro và dính vào những cái nhịp mà bán thì volume lớn nhưng mà phục hồi thì volume bé, phục hồi mạnh mà volume bé, độ rủi ro rất cao. Trong cái yếu tố kỹ thuật nó gọi là bearish volume, tức là gì, giá tăng khối lượng không tăng theo, lưu ý nha. Thứ ba là các lớp cổ phiếu bắt vào trạng thái quá mua nặng, ví dụ những cái con mà vào trạng thái quá mua mạnh chính là những con như là chứng khoán nhỏ như BSI nè, FTX nè, AGR nè, những cái mã mà hôm trước mình nói với anh chị nhà đầu tư quan sát. Ở đây là những cái mã cổ phiếu vào trạng thái quá mua nặng. Thì đây cũng là một trong những cái chúng ta lưu ý về phần tăng lớp cổ phiếu cũng như là cái nhịp mà thị trường của chúng ta về mặt kỹ thuật nó chiếm khoảng 50%. Đó là cái yếu tố vấn đề để chúng ta đánh giá là lúc này thị trường có dấu hiệu, và cái việc chúng ta cần làm là gì? Cái việc mà chúng ta cần làm là gì? Là phải bình tâm lại, dừng lại một chút, từ từ khoan, tính tiếp. Thế ra là hành động của các lãnh đạo chiếm khoảng 20%. Thì thông thường là trên mình có vùng giá cao, những cái vùng này thì thông thường sẽ có những lãnh đạo như VCI lãnh đạo bán ra cổ phiếu nè, DSG lãnh đạo bán ra cổ phiếu nè, rất nhiều những cái thông tin khác thì mình không có nắm hết được. Nhưng mà khi có những cái thông tin đó, cái chúng ta cần làm vẫn tiếp tục là chờ, nhìn những cái vận động khác, về những cái tín hiệu khác, rồi chúng ta đánh giá, nếu chiếm khoảng tất cả những cái yếu tố này chiếm khoảng 60-70%, việc chúng ta cần làm là thu tiền và hạ tỷ lệ quy mô vốn. Lưu ý nha, về tâm lý và hành vi trên thị trường nó chiếm khoảng 30%. Cái này bắt buộc anh chị phải đi quan sát, giống như chúng ta lên các diễn đàn, các YouTube chúng ta xem, chúng ta quan sát xem thử là gì, xem thử là hành vi trên nó ra sao để chúng ta đánh giá một bức tranh tổng quan. Thứ nhất là anh chị sẽ thấy những cái xuất hiện cái yếu tố thơ ca và văn thơ trên thị trường các cổ phiếu, bắt đầu người ta tự tin là hưng phấn rồi, ra những cái văn thơ thơ ca, đó là lời nhiều rồi đâu quan tâm nữa, viết thơ văn thôi, ít phân tích, thơ ca nhiều. Đó là một trong những cái chúng ta cần phải lưu ý. Ngày xưa mình thế, ngày xưa mình hát hò liên tục, cổ phiếu lên sướng hát liên tục, cuối cùng là gì ạ? Sau này sập xuống thì mới biết được là à mình sai rồi. Thơ ca những cái lúc đó là phải lưu ý ha. Tiếp theo là cố gắng đi tìm cổ phiếu mạnh trong lúc thị trường rủi ro, đúng không? Cổ phiếu chứng khoán này, SSI, VCI, HSM, thị trường rủi ro, test hai đỉnh như thế này, cố gắng đi tìm cổ phiếu mạnh. Chúng ta thấy gì? Chúng ta Hoa Sen, Nam Kim, nền cổ phiếu mạnh trong lúc thị trường rủi ro thì ở thời điểm hiện tại có nhóm như IDI nè, ANV nè, VHC nè, những cổ phiếu thủy sản, dệt may, anh chị đã nói đều có một cái form không? Khi mà thị trường nó xảy ra bán chéo thì con này nó cũng rớt. Vì thế là chỉ là hôm nay nó mạnh trước thị trường chung, thì nếu thị trường chung yếu là một hai phiên sau nó gặp áp lực chốt lời hết. Nếu chúng ta lưu ý là đi tìm những cổ phiếu mạnh trong lúc thị trường rủi ro thì thị trường rủi ro nó cũng rủi ro thêm. Cân nhắc nha. Cái thứ ba là xem thường chỉ số chung, lực bán và khối lượng của giao dịch của cổ phiếu. Tức là anh chị chúng ta cứ thấy là lực bán của thị trường yếu mà cổ phiếu mình mạnh là mình yên tâm mình nắm giữ mà mình không quản trị rủi ro. Cứ đồng ý là cổ phiếu của anh chị mạnh nhưng thị trường của chúng ta yếu. Vậy anh chị không hiểu là thị trường của chúng ta đều có big boy người ta hành động. Anh chị thấy là trong lúc này nè, thị trường của chúng ta big boy người ta sẽ kéo lại những cái mã như Vietcombank. Chúng ta làm gì? Chúng ta có gì ạ? Chúng ta có FPT.
là những con đúc chân các STB, là những cái con mà tiên phong về cái việc thị trường hút tiền quay trở lại. Nó kéo một số con này nhưng nó bán một số con khác. Đó, chúng ta thấy các cổ phiếu mạnh, chúng ta xem thường chỉ số chung, tức là anh chị hình dung là trên thị trường có một cái câu chúa chết thì trạng của băng hà, thị trường chết thì con này nó cũng chết. Còn đối với thị trường Việt Nam á, mình nghiên cứu nhiều năm là Bitcoin người ta sẽ giữ lại những cổ phiếu trụ như gác cũng nè, để làm gì? Thứ nhất là nó duy trì cái chỉ số, nhưng mà biên độ cổ phiếu thì rất sâu, để mai mốt mấy con này mai mốt nó chỉnh một cái thị trường đi sâu là ngay những cái điểm đó, là những cái điểm mà các cổ phiếu mid cap nó về những cái vùng giá cực cực thấp, nó về những cái điểm fork sell margin, thì đó là những cái điểm mà tổ chức người ta sẽ mua lại. Bởi vì sao? Bởi vì người ta sẽ dùng cái chỉ số này nè để người ta làm gì? Để người ta điều tiết tâm lý. Thí dụ tâm lý thị trường rút hồi là anh chị lao và mua nó bán ra, nhưng mai mốt tâm lý những con này nó đạt xuống một cái là gì, là thị trường bắt đầu là ào lực bán xuống, thì bắt đầu là tổ chức người ta sẽ dùng những cái con này người ta điều tiết chỉ số là như thế. Chúng ta lưu ý và cân nhắc nha. Tiếp theo là anh chị sẽ quan sát một cái diễn đàn cùng một người mà hôm trước thị trường giảm bán ra view xấu, ngày hôm sau quay lại bắt đáy thành công view tốt lên. Chúng ta bị loạn về hành vi và rất dễ dính vào những cái nhịp bull trap. Đây là những cái nhịp bull trap của thị trường này. Ngày hôm trước nè, bán ra em thoát rồi, ngay đỉnh rủi ro này kia, hôm sau quay lại bắt đáy thành công. Bắt đáy thành công, bị loạn về hành vi, dính vào những nhịp bull trap. Đây nè, bắt đáy thành công nè, trong khi vừa bán ra hôm trước hôm sau bắt đáy thành công, lời ngày hôm nay ngày hôm sau lỗ luôn, TB hàng về chưa biết, lưu ý. Tiếp theo là VN-Index chúng ta đánh mất phương hướng và chúng ta chai lì về mặt quản trị rủi ro, tức là chúng ta thấy bán lần đầu sai, hôm sau mua lại, hôm sau rớt xuống không bán nữa, tới đây không bán nữa, tới đây không bán nữa, và tới đây là bắt đầu mất đi rất là nhiều rồi. Chai lì và các yếu tố quản trị rủi ro cân nhắc. Tiếp theo là nhiều nhà đầu tư chúng ta đứng ngoài trong suốt một khoảng thời gian và bị các nhẹ tăng giá bỏ rơi, nó bỏ qua, tức là trong giai đoạn này có rất nhiều người đánh giá rủi ro về thị trường, nhưng bắt đầu thị trường lên cao quá cao rồi chứ không nổi nữa, bắt đầu là chờ một cái nhịp chỉnh nhẹ cái lao vào, hoặc là lên đây đứng ngoài khoảng thời gian rất lâu rồi chỉnh nhẹ cái lao vào ngay đỉnh. Phải quan sát được những vấn đề đó, có đó là những cái chúng ta cần phải đi lọc, đi tìm và đi quan sát nó mới cấu thành đủ, lưu ý nha. Đến cái thị trường chỉnh thì lại thấy cơ hội và lao vào, nó là như vậy. Chúng ta phải quan sát những cái này, thực ra nó chiếm khoảng 30% thôi, nhưng mà nếu mà nó xuất hiện nhiều cái tiêu chí này cùng một lúc thì lúc đó chúng ta phải lưu ý. Còn trong này mình sẽ không đề cập tới vấn đề khoe lãi, bởi vì khoe lãi thì thời nào nó cũng có, ai bắt người ta cũng sâu lời hết á, bởi vì làm broker thì ai cũng mong muốn tìm kiếm khách hàng, giống như mình nè, làm những cái video này chia sẻ, anh chị cũng mong muốn anh chị về hệ thống, về đồng hành cùng với mình để mình có thể là tăng cái số lượng khách hàng của mình lên. Nên chúng ta là ai làm gì người ta cũng sẽ có những cái mục đích, ví dụ anh chị vào anh chị xem nhận định và khuyến nghị của Nam thì Nam cũng mong muốn thông qua những cái khuyến nghị đó anh chị thấy phù hợp với tiêu chí thì về với hệ thống. Vì đó anh chị chúng ta còn không nhanh tay liên hệ với các bé trợ lý của mình ở phía dưới video này, nó có phần mô tả, các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị về nhóm, ta sẽ cùng nhau đánh cái nhịp bắt đáy nhịp tới thế thôi ha. Tiêu chí tiếp theo đó là xuất hiện các chỉ phép chứng khoán. Chỉ phép chứng khoán là gì? Anh chị thấy thị trường sau một khoảng thời gian đi lên rất nhiều, cái chỉ phép bắt đầu xuất hiện, bởi vì người ta có lời rồi, người ta đúng rồi. Ai cũng chửi, anh chị biết chỉ phép đúng không? Chỉ phép cái gì cũng chửi, người tốt cũng chửi, người xấu cũng chửi, không đúng ý mình chửi, đúng ý mình chửi luôn. Đó là chỉ phép. Anh chị hình dung như thế, cứ chửi suốt ngày chửi, và đa phần quan điểm của mình nha, và mình thấy cũng rất là nhiều rồi. Những cái người đó chính là những người mà tự tin nhất với thị trường á, và cũng sẽ là người cắt ra cuối cùng trước những cái điểm phục hồi. Chúng ta phải lưu ý những cái điểm đó, và những ông chí phèo này trên thị trường không ít đâu, gặp ai cũng chửi đó, nhà đầu tư cũng chửi, broker cũng chửi, người quan điểm cũng chửi, đúng quan điểm cũng chửi luôn, đó là chí phèo. Và anh chị hình dung nha, thông thường á mình thì mình rất là nghiệp tâm quốc, mình tâm quốc gì nghiệp, thì anh chị thấy là đa phần một trong những cái yếu tố về mặt là rơi rớt của thị trường á, hoặc là cái yếu tố về mặt là những cái trận đánh thua á, anh chị thấy là vì sao Tào Tháo người ta cầm 83 vạn đại quân mà người ta xuống đánh Tôn Lương mà vẫn thua, trong khi chỉ có 5 vạn thôi, đúng không? Vì sao? Thực ra là Tào Tháo nhận ra một chân lý là do họ thắng quá nhiều. Thắng nhiều thì chủ quan, mà chủ quan là không quan tâm cái gì hết, cứ tự tin về những cái mình có, và đa phần những cái lúc đó là những cái lúc chết lớn nhất và tỷ lệ chết rất cao. Nên đó là lý do vì sao những cái video mình thông qua cho anh chị nhà đầu tư là lúc nào mình giữ cho anh chị nhà đầu tư bên mình những cái tâm thái nó bình thản với thị trường, không được kiêu ngạo, không được này kia. Mình không bao giờ chúc mừng anh chị nhà đầu tư chúc lời, không bao giờ làm việc đấy. Lúc nào bình thản chúng ta có lời được, đôi lúc chúng ta lộ, chúng ta cắt, chúng ta cũng phải giữ cho chúng ta những cái bình tĩnh. Chúng ta lưu ý nha. Vì thế khi mà xuất hiện những cái chỉ phép chứng khoán như thế này nè, các anh chỉ cần làm á là cũng phải đưa nó vào cái list về tâm lý. Cái ông này kiểu ông chửi rất nhiều, kể cả cổ phiếu họ mua lộ họ ông chửi. Cổ phiếu lộ ông chửi, anh biết chỉ phép rồi, và cái kết của chỉ phép anh chị cũng biết rồi. Và chỉ phép chứng khoán nó không phải là cái thuật ngữ trên thị trường bây giờ mà có, mà nó đã có rất lâu rồi. Vì thế là chúng ta cần phải nghiên cứu lại những cái tín hiệu này. Cái thứ ba và một trong số những cái nó cũng mang yếu tố rất là tâm linh, đó là cụ sử nè, bà bán trà đá. Và những gì anh chị biết không,
Thực ra khi mình làm môi giới thì mới gặp cái trường hợp này, đó là những người bạn của mình không liên quan người ta chứng khoán là một người khác tự nhiên lưu ý tới thị trường, tức là nó rất nóng và nó chia sẻ rất nhiều cái yếu tố rộng rãi tới những người khác. Đây ví dụ như thế này, một người bạn của mình liên hệ với mình mở tài khoản chứng khoán mặc dù chưa biết gì về thị trường và mong muốn đầu tư. Trong lúc mà nếu mà mình tham gia thị trường lâu thì mình thấy là thị trường nó lên một cái nhịp quá cao, quá nhiều, từ 900 lên trên 1.200 mấy, rất nhiều cổ phiếu nhân rồi, bắt đầu là liên hệ ngay vùng này nè. Thì mình nó cấu thành một cái tiêu chí để mình bắt đầu mình thoát ra khỏi thị trường và mình chờ đợi một cái cơ hội khác. Nên là đây là một trong những cái kinh nghiệm mình nốt lại cho anh chị nhà đầu tư. Mai mốt nếu anh chị có gặp thì anh chị nhớ là những cái yếu tố này nó sẽ có những cái yếu tố về mặt chiếm và cái tâm lý cũng như là hành vi để chúng ta hành động. Thứ nhất là kỹ thuật nó sẽ chiếm 50%, hành động của các lãnh đạo của các doanh nghiệp nó chiếm khoảng 20% thôi, tâm lý hành vi trên thị trường của các những nhà đầu tư khác nó chiếm khoảng 30%. Còn các hệ lụy của những cái vấn đề này, mình cũng như là những cái lúc mà thị trường ta có xu hướng tạo đáy và đi lên, thì mình sẽ làm những cái video sau hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư. Vì thế là nếu anh chị nào mà chúng ta có những cái bạn bè nhà đầu tư tham gia thị trường, anh chị chúng ta cứ chia sẻ những video của Nam tới những anh chị nhà đầu tư đó để làm gì, để họ có thể nắm bắt, mai mốt họ nốt lại trong một cái cuốn sổ, nếu gặp lại thì chúng ta sẽ có yếu tố trải qua và chúng ta sẽ không hành động như những lúc này, bởi vì kinh nghiệm trên thị trường thì lúc nào nó cũng có, qua một giai đoạn nào nó cũng sẽ xuất hiện, nên chúng ta lưu ý một số cái điểm như thế. Còn những cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư những cái dấu hiệu của hệ lụy của cái việc margin, hệ lụy của các yếu tố khác và những cái lúc mà thị trường còn bây giờ mình sẽ gửi gắm tới anh chị nhà đầu tư những cái sai lầm trong các yếu tố thị trường giá xuống, bởi vì thị trường này là thị trường giá xuống trong ngắn hạn, dài hạn nó gãy trend rồi, nên là chúng ta không thể nói thị trường giá lên. Mình sẽ đưa ra một số cái sai lầm anh chị ta nốt lại, mai mốt nếu anh chị gặp thì anh chị chúng ta làm sao thì chúng ta anh chị gặp ấy, thì chúng ta nhớ lại để mình không phải dính vào những cái nhịp như thế này. Giống như giai đoạn là trước mình đã dính vào cái nhịp như thế này thì nhịp này mình đâu dính, đó là nhờ những cái kinh nghiệm đúc kết thôi. Lưu ý ha, đầu tiên cái sai lầm trong thị trường giá xuống tức là không đánh giá được cung cầu. Anh chị thấy thị trường này đạp kéo liên tục lộn đáy, anh chị thấy đáy 1.220 lộn xuống ngày hai lộn tiếp tục, đây là thị trường giá xuống không đánh giá được cung cầu. Mà khi chúng ta không đánh giá được cung cầu, chúng ta hay mua bậy bạ, chúng ta cứ lời con này qua mua con khác, thấy con này cũng là một cái dòng đó, chúng ta thấy con này lời là bán qua mua cái con cùng dòng đang giảm, và chúng ta tiếp tục bị lỗ ngược trở lại cái phần lời của cái con kia. Lưu ý ha, đó là một trong cái yếu tố chúng ta không đánh giá được cung cầu cổ phiếu. Đây cái này tùy thuộc vào cái cách mà anh chị tìm hiểu thị trường tới đâu và hiểu thị trường như thế nào. Cái thứ hai đó là một trong những sai lầm tiếp theo, đó là chờ đợi và chờ hồi. Ông chờ đúng không, giảm cây này chờ, cây này chờ, cây này chờ, cây này tiếp tục chờ, chờ ba cây đi 20%. Nguyên tắc đầu tiên sai cắt đã, đừng có chờ, anh chị càng chờ anh chị thấy nó càng làm cho anh chị thất vọng đúng chưa. Vì thế là một là chúng ta phải xử lý nhanh, hai là chúng ta xử lý sớm, còn mà để nó quá sâu rồi chúng ta sẽ không còn động lực xử lý nữa. Chờ đợi này, chờ hồi này, vô trong giai đoạn này này chờ hoài luôn, ngày nào cũng chờ và ngày nào nó cũng rớt, nó cắt ra là ngày đấy. Khó lắm anh chị, thị trường này đâu dễ đâu, thị trường giá lên nói thị trường giá xuống vậy đó. Cái thứ ba là hay mua trung bình giá xuống và mất phương hướng dẫn đến lỗ kép. Anh chị thấy một phương pháp của mình xưa giờ mình đánh ít khi trung bình giá xuống lắm. Thí dụ anh chị mua sai là cái việc đầu tiên anh chị là ngồi cầm. Thí dụ mình sai nhịp đầu tiên mình thôi, mình làm sao mình thôi, mình cắt ra, hoặc là mình thôi mình không mua nữa, mình tìm con khác giá lên tốt hơn mình mua, mình bù vào. Còn mua chúng cái con nó trong giá xuống là kiểu việc thua vô vít đi. Thí dụ là trước mình mua cây này, mình mua cây này 59.x, hàng về là mình có lời hai giá không bán, bán hòa vốn không mua giá xuống. Bởi vì sao, mua ở 60 cũng lỗ, mua 60 66 lỗ, là mua 60 lỗ, mua 54 lỗ, càng mua càng lỗ, giờ nó về tới 46 luôn. Anh nhìn thấy càng mua càng lỗ không? Ví dụ SSI đi, con này mua khoảng 36 lỗ, về 35 mua, bởi vì nghĩ con này không bao giờ nó nghĩ nó giảm ghê vậy đâu, mua con này lỗ. Về 33 mua ít nữa, lỗ tiếp 2 33, mua về tiếp 32 mua tiếp nữa, giờ con 30, tức là mua 4 5 vòng lỗ và càng mua càng lỗ nặng. Tức là không hình dung được là phương pháp của chúng ta là cái gì. Nên mình ít khi mua trung bình giá xuống, ví dụ mình mua trung bình giá lên này. Một năm kim này, trong giai đoạn này anh chị coi video nhiều đúng không? Thấy là 17 18 năm mua, 19 năm mua, 20 năm mua, mua trung bình giá lên. Để toàn bộ cái phần kéo lên đây là mình lời cả ba cái phần này mình mua. Không, tai hại chưa? Nên ta lưu ý nha, mua trung bình giá xuống là cực kỳ rủi ro nào. Cái thứ ba là rất là lì đòn với thị trường. Anh chị hình dung nha, thị trường này mà anh chị lì là cái mà anh chị cần là nhất lại là đau.
anh chị thấy càng lì càng đau viên em. Lì cây một này có lời không bán nè, giờ giảm về sao bán nữa, trời ơi tục về đây bán nữa. Ngày mai thủng cho một cây kiểu gì hoảng loạn bán ra, bởi vì bây giờ mấy con này nó bán sàn đâu ai mua đâu anh chị. Ngày mai giá nó thấp hơn đôi lúc có cầu nhưng giá hôm nay không ai mua bởi vì nó dư sàn mà, lưu ý nha. Vì thế các cổ thị trường này mà lì không ok đâu anh chị. Tham gia thị trường á, cái đầu tiên anh chị cần phải làm là phải có một sự tôn trọng nhất định. Ví dụ như anh chị có ba mẹ thì mình phải tôn trọng và biết sợ ba mẹ, thì anh chị vào thị trường này anh chị phải hiểu nha, thị trường là nơi cho mình tiền thì mình phải sợ nó và tôn trọng nó. Thị trường không bao giờ sai, chỉ có chúng ta đi ngược và chống đối với thị trường thôi. Phải biết sợ thị trường, còn không sợ thị trường nó đánh chúng ta đi bụi hết, đang lời trở thành lỗ rất nhanh, tiền bạc bay phanh phát, full margin đứt trước hết, đó là gia đình mọi thứ tan nát hết, độ rủi ro cực cao đối với thị trường tài chính này. Anh chị nghe câu là chết vì chứng khoán nhá, là bán nhau vì chứng khoán chứ sao mà lì được. Ngày xưa Nam lì với HBG chết tươi, ngày xưa mình lì nè, lì quá trời. À, đoạn này nè, mình mua cái vùng này nè, giá quanh quanh đây nè, xuống đây lì nè, cuối cùng cắt đầu cây này nè, cắt lúc mà bác Long mà phát biểu là dòng thép không ok, mà xuống dưới đây là đi khúc xa rồi, may mình giữ được tiền đó anh chị. Nói chung là không có lì, trường xuống lì cái gì. Đúng là đúng nguyên tắc là cái vùng mà thùng 40 thì phải bán rồi, nếu mà bán khắp đó chỉ lỗ khoảng 7-8% thôi, để đến đây lỗ tới 20% margin lên nữa là tới 30% rồi. Đó, nên ta lưu ý là không có lì với thị trường nha, đặc biệt không lì. Giống như anh chị thấy một đứa bé, thí dụ con cái anh chị, ví dụ như vậy, anh chị có con đi, hoặc là một đứa nhỏ mà anh chị lớn lên sẽ thấy có những đứa nhỏ chứ, đứa nào ngoan á, tuân thủ nguyên tắc nghe lời á, thì nó nhận ra rất nhiều bài học và nó ok. Còn anh chị thấy đứa nào nó lì á, anh chị đánh nó vẫn lì, và đến lúc mà nó nhận ra là nó sai rồi, anh chị đánh nó nổi mà nó nhận ra nó sai á, là lúc nó quá đau rồi nó chịu không nổi nữa, thì bắt đầu nó mới nhận ra là nó sai, nó mới nhận ra những cái đó là đau là đáng, thì quá là mất quá nhiều à. Nó giống như thị trường mà anh chị, càng lì là càng chết, không có chống lại thị trường. À, thị trường luôn luôn đúng, đó là câu nói trên thị trường, bất kể thị trường làm thế, thị trường luôn luôn đúng, chỉ có chúng ta sai hay là chúng ta đúng thôi, lưu ý ha. Tiếp theo là gì? Chúng ta không chủ động hạ được quy mô vốn đánh, tức là sao? Tức là khi mà chúng ta mua 5-6 mã cổ phiếu, nhiều mã cổ phiếu mà nó đe dọa lên cái phần lời của chúng ta, cái việc chúng ta cần làm là phải cắt được những cái mã cổ phiếu theo dạng là chúng ta đánh ngắn hạn. Còn cổ phiếu này chúng ta đánh dài hạn, mà đến lúc mà thị trường rủi ro anh chị không hạn margin, không tìm những cái điểm bull lên là hạn margin, không tìm những cái điểm tăng là hạn margin, không từng tìm những cái điểm mà chúng ta hạn quy mô vốn là càng đứt nữa. Đúng không? Vì thế hệ thống bên mình có hai cái, một những cổ phiếu đánh dài, những viên đánh ngắn, rủi ro chúng ta bán hết những viên đánh ngắn, giữ lại những cổ phiếu đánh dài. Chúng ta lưu ý ha. Thông thường á, quan điểm của mình là khi mình bán những cổ phiếu là mình sẽ bán những cổ phiếu mang tư hướng là có độ nhà đầu tư đeo bám cao và độ rủi ro nó cực nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì đeo bám cao là sức bán nó nhiều, độ FOMO bán xuống nó nhiều, lúc mà nó tăng lên thì cũng y chang như thế, mà lúc nó xuống y chang, vì thế mình sẽ bán những con mang tính chất đầu cơ cao. Dù Nam Kim bán là bán, Hòa Phát 29X bán, cây này bên mình bán ai bán anh chị? Cây này bên mình bán nè, ok, cây này hình như mình không bán, cây này bán nè, bán hết cùng giá 29X, bán giá đỉnh luôn, bán hết. Dù Nam Kim bán quay lại đâu, mình bán cây này nè, bán đâu một hai cây này nè, quanh quanh đâu đây nè, bán cái này, không ăn được cái nhịp sau này nhưng mà bán cái này, không quay lại, phải chưa? Giao động lỏng như thế này kéo lên mà thị trường yếu là đánh, nó đánh bull trap mà anh chị đu vào gì? Bởi vì sao anh chị biết không? Vì cái á, nó chưa có thoát được cái khúc này, nó buộc nó kéo lên thêm một nhịp nữa, dụng nhà đầu tư thấy cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường vào đua là chết ngắt hết. T3 và T23 giờ còn 19, ngày mai có lượng hàng đây về đi thêm khúc nữa, chưa biết lúc nào là ngừng. Chúng ta lưu ý nhá. Vì thế đó là gì? Không hạ được quy mô vốn và không tìm được cái hệ thống phù hợp. Thêm một cái yếu tố là không chặn lại, tức là có lời mà không bán, lời 20% không chặn 10%, đúng không? Lời 30% không chặn đi, thí dụ lỗ 10% là còn 20% lời đem về chứ, cầm hồi chấp mất hết. Thứ tư là không giữ được tiền, tức là tiền giải ngân bậy bạ giờ đến mất. Thứ tư là thêm một yếu tố, chúng ta hay xem thường những cái phiên giảm sàn, chúng ta rất xem thường những cái phiên giảm sàn luôn. Mà anh chị thấy giảm thị trường mà nó tăng trần thì ok, nhưng mà thị trường giảm sàn là có vấn đề anh chị. Vì không hiển nhiên tổ chức người ta bán giá sàn cho anh chị mua đâu, ít lắm, tỷ lệ thấp lắm. Làm những cái chuyện mà tổ chức người ta bán giá sàn cho anh chị mua mà nó kéo lên ăn lời, có đâu, tổ chức khôn lắm anh chị nhà đầu tư. Theo cái yếu tố nữa này, tự tin về quá khứ và tự tin về lực cầu như vĩ mô. Ví dụ nói thiệt với anh chị nhà đầu tư nha, 1500 ở đây thị trường có vĩ mô thì xấu luôn thật. Lúc này nha, cái yếu tố vĩ mô ai phân tích là lên 1800. À, đây là thứ nhất tự tin về vĩ mô, thứ hai là tự tin về lực cầu. Mình đánh giá lúc này thị trường tiền nó cũng rẻ, nhưng mà sau này nó phản ánh rồi, bắt đầu nó mới ra những cái thông tin.
đó là tự tin về mô lực cầu. Thêm một cái là tự tin về quá khứ, tức là sao, là đánh rất nhiều deal thành công và bây giờ tự tin đến lúc tự tin deal này chết. Bởi vì sao? Bởi vì lúc nào mà anh chị chúng ta đang nói với anh chị nhà đầu tư nè, lúc nào mà cái gì anh chị chiến thắng dễ dàng và liên tục á, có 89 phần là mưu kế của nó hết. Nó cho anh chị nuôi anh chị ăn nhịp này qua, cho anh chị ăn nhịp khác, ăn liên tục đến anh chị ôn đi nhịp cuối là đi tất tật. Ví dụ ngày xưa mình có anh, một người anh mình đánh thành công con này là KBC. Anh chị có tin là đánh full từ cái đoạn này không? Đánh full từ giá 11. Đây là nó chia cổ tức rồi, cho bình thường nó giá phải 6x. Hồi xưa đánh là từ giá 2 mấy lên giá 6 mấy, lời 3 mấy 40 tỷ. Qua đánh tiếp con Long Điền là thành công này. Đánh ăn được 6 bất động sản này nè. Ăn được 2 deal. Sau đó chết lại deal này. Đấy bên nào. Dĩ sâu. Chết luôn tất cả đoạn này. À HVN chứ. HVN chết con này. Và một con nữa, con ngân hàng nữa, không tiếc nó tức không bằng. Chết được nặng. Chết từ 5x, rớt xuống sâu. Cho đó chúng ta tự tin về quá khứ. Khi chúng ta cứ ăn liên tục, cũng phương pháp đó ăn liên tục, nhưng mà chúng ta không quản trị rủi ro. Và thị trường nó thiên biến vạn hóa, đâu có lúc nào giống lúc nào đâu. Đúng không? Hôm nay anh chị áp dụng được, ngày mai ra một bài toán mới, các đâu biết được. Là có nhiều người chết là đa phần là chết vì quá khứ, chết vì sự tự tin là nhiều. Và lúc nào tự tin nhất là hay chết nhất. Đó, vì thế mình đánh lúc nào trong tâm thái, mình không có ở trong trạng thái lúc nào tự tin, mình có trực quan đối với thị trường. Volume này sao, phương pháp mình xưa giờ đánh theo volume. Volume lớn, volume to, bán, chạy. Đó, ngày xưa tự tin lắm. Ngày xưa mình nói thật với anh chị nhà đầu tư, mình đánh có XTB này nè. Tất cả các giá đỉnh đáy của nó mình bán hết. Sống này nè, ăn full. Ai mà là khách hàng mình xưa giờ, cái đỉnh đó là mình bán, anh chị tin không, giá cao nhất là mình bán ACB. Gom từ vùng giá rất là thấp. Anh chị những cây giá cao nhất là mình vẫn còn những tấm hình mình bán cây này nè. Giá cao nhất luôn, bán được 900.000. Cây đó. Những cây này mình bán được luôn, ăn được một vòng phía sau này luôn. Nhưng mà mình chết là con này. Đó là sự tự tin. Trong các vấn đề quá khứ là từng xảy ra, ăn được tất cả các mã thị trường chết là hòa phát. Mất đi một phần lãi rất nhiều. Lưu ý nha, đó là một trong những cái bài học và sai lầm. Vì thế là mình lúc nào cũng nốt lại ở đây. Để làm gì? Để khi mình gặp lại mình dặn dò bản thân mình không được này nọ. Thứ ba là liên tục nhìn vào cổ phiếu mạnh trong thị trường xuống. Tức là khi thị trường giá xuống nhìn vào cổ phiếu mạnh, ít nhất gần đây chúng ta thấy STB. Nhìn STB mạnh quá, thị trường kéo lên mua trung bình giá con của mình cuối phiên lỗ luôn hai đầu. À, đó là cái hệ lụy của việc nhìn vào cổ phiếu mạnh trong lúc thị trường xuống. Thị trường xuống con mạnh kệ đó, không quan tâm. Chúng ta cần thị trường ổn định và cung cầu ở tất cả các mạng để tránh trường hợp cung margin for sale và cung margin chéo. Bắt đầu giai đoạn từ ngày mai trở đi vào trạng thái hoảng loạn. Hoảng loạn kiểu như đặt giá sàn bán bởi vì sợ không bán được. Tới lúc bán được sẽ tiếc. Lưu ý nha, for sale, conversion và những cái tâm lý sợ hãi trên thị trường. Đây là một trong những cái nghiệp vụ mà khi anh chị chúng ta tham gia thị trường anh chị cần phải nắm bắt. Ví dụ như mình làm nghề là mình biết những kho bãi đang cháy như thế nào, đội nào đang sọt cổ phiếu, những cái đội kho bãi ra sao, tỷ lệ margin ở các công ty chứng khoán, tỷ lệ các tài khoản full hay không full. Rồi bắt đầu tỷ lệ margin chéo, anh chị thấy chỉ cần những cái con mà nó sàn á, nhờ tôi cầm nhiều, công ty chứng khoán người ta không bán được con đó, người ta bán qua con sát bên để nó hút tiền về, đó là nghiệp vụ. Vì thế muốn mà trên thị trường này, cái việc mà anh chị lưu ý đó là chúng ta phải tính toán hết được những cái việc như thế này. Vì thế mình tính toán được cho anh chị nhờ tôi trong giai đoạn này bên mình á, là mình thoát được rất nhiều hàng, tránh những cái nhịp mà con phật sale con chéo, đội rủi ro nó ít đi, cầm được phần tiền về, không có vấn đề gì cả. Đó là một trong những cái sai lầm. Vì thế là trên thị trường này không thể là dễ ăn đâu anh chị. Anh chị phải hiểu được rất là nhiều đầu, nhiều nguồn. Anh chị giao dịch hàng trăm, hàng nghìn tỷ mà đâu phải vào cái có ăn đơn giản vậy sao. Làm gì có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện mà đơn giản ở đâu. Khi mà thị trường lên á, bít con nào ăn là tổ chức người ta đưa cho chúng ta một cái dòng nước á, nó cứ lên liên tục. Vì người ta là cái chọn cổ tăng. Nhưng khi nó xuống một cái, nó sẽ lộ ra rất nhiều yếu điểm của rất nhiều hệ thống, cái yếu tố giao dịch của khách hàng, lộ ra rất nhiều những cái ưu điểm đó. Tức là sao? Nó rút của cái đáy nồi thì chiều nó rút đi. Chúng ta bắt đầu xuống về cái mặt đất của chúng ta là bây giờ chúng ta loay hoay, chúng ta hoảng loạn, chúng ta túng mà không biết làm gì. Thì theo quan điểm mình, chân thành là anh chị nào đang chơi cổ phiếu, liên hệ với các bé trợ lý của mình về, chúng ta cùng đánh một cái nhịp đánh cư chân. Mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cư tìm những cái điểm phù hợp nhất. Bởi vì mình là người đứng ra ngoài rồi á, thì góc nhìn của mình nó khác. Còn nếu anh chị đang kẹp thì ai cũng không tăng, nhưng mà thị trường nó không có như chúng ta mong muốn, nó vẫn giảm để chúng ta hoảng loạn, nên chúng ta lưu ý nha. Vì thế là mình ở đây là mình chia sẻ những cái thực tình nhất của mình đối với anh chị thôi. Từ ngày 2 tháng 50 mình đã nói thị trường xấu rồi,
Từ 1.220 mình đã nói mình bán hết cổ phiếu. Chứ không phải là bây giờ mình mới bắt đầu mình kêu là mình xử lý cổ phiếu. Tới bây giờ là quá 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 trẻ rồi. Đây bây giờ là những cái miếng mồi để mình tham gia lại thị trường, nên mình sẽ tìm những cái điểm tốt nhất. Bởi vì lúc này cái tâm thế của mình nó khác với nhiều cái anh chị nhà đầu tư ở trên sàn đang giao dịch đối với thị trường, nên mình nghĩ là mình sẽ có những cái hành động phù hợp với cái tiêu chí thị trường ở thời điểm hiện tại. Có thể ngày mai mình bắt hoặc là không. Cứ khi nào dòng tiền vào thì mình vào, dưới trong giao đoạn này dòng tiền nó ra mình ra. Còn dòng tiền thì ngày mai vào mình vào, mà nó không vào thì mình sẽ tiếp tục chờ. Chúng ta lưu ý một số cái điểm như thế ha. Ok, thì đó là toàn bộ những cái gì mình muốn chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư ở cái video này. Nếu anh chị nhà đầu tư thấy hay thì nhớ đăng ký. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào hệ lụy trong vấn đề gồng lỗ danh mục. Cái nguyên nhân đầu tiên của cái việc là chúng ta gồng lỗ danh mục á, anh chị phải biết là cái nguyên nhân đầu tiên là chúng ta nhận định sai về chu kỳ thị trường. Lưu ý á, vì thế cái video này nếu anh chị nào mà chúng ta có những cái bạn bè mà đang thua lỗ, anh chị chia sẻ cho họ để họ nắm, mai mốt người ta còn có cái mà chúng ta nhìn lại được. Bởi vì cái câu chuyện chúng ta đầu tư là nó là lâu dài anh chị, nó là cực kỳ lâu dài. Nên là chúng ta bài học chúng ta sinh ra mỗi ngày mình chỉ tổng kết lại để mai mốt mà chúng ta có gặp thì chúng ta trải qua, chúng ta đỡ có bỡ ngỡ. Mai mốt anh chị gặp lại, anh chị gặp, bài học này mình trải qua rồi, mình cố gắng mình thoát được nó là ok. Nên là anh chị đọc các bạn bè mà mới tham gia đầu tư chia sẻ video này cho họ thì họ sẽ có những cái góc nhìn tốt về thị trường. Anh chị hình dung là cái đầu tiên của cái việc mà chúng ta hệ lụy của việc gồng lỗ, chúng ta nhận định sai về chu kỳ. Hình dung như thế, chu kỳ thị trường nha. Anh chị biết một cái uptrend của thị trường á, nó phải tích lũy bao lâu mới ra được cái uptrend không? Nên là cái việc mà nhận định sai về một cái chu kỳ của thị trường là đó là một trong những cái điều đầu tiên của cái việc sinh ra những cái hệ lụy, nó là cái nguyên nhân. Nếu mà anh chị nào chúng ta coi video của Nam xưa đến giờ, vài tháng gần đây chưa bao giờ mình nói thị trường uptrend, chưa bao giờ mà tung hô thị trường 1.300, 1.400, 1.500 để cho anh chị kỳ vọng đó. Mình chỉ nói là thị trường có khả năng tăng giá, chưa bao giờ nói là thị trường uptrend. Bởi vì sao? Một cái nền tích lũy như thế nào gọi là uptrend? Tích lũy vài tháng uptrend gì anh chị? Anh chị nhìn cái uptrend nè, chúng ta trải qua uptrend năm 2021. Đấy, mình hình dung nha, anh chị hình dung nha. Năm 2018 thị trường ta có một nhịp kéo lên rất là căng, sau đó đạp xuống, bước vào downtrend. Thì đường bước vào một cái chu kỳ tái tích lũy trong vòng 2 năm trời để chuẩn bị bước vào uptrend, thì vô hình dung là anh chị hình dung là cái câu chuyện của cái việc tái tích lũy của thị trường á. Bởi vì sao? Thị trường ta có 4 chu kỳ. Một là tích lũy, hai là đẩy giá, ba là phân phối, bốn là đè giá, và năm nó sẽ trở lại chu kỳ tích lũy để nó hấp thụ lại của những nhà đầu tư đu định ở trên này, và xuống những cái vùng này nó tích lũy, nó mua lại để nó đánh ra một cái chu kỳ mới. Các anh chị biết một cái nhịp tích lũy này của thị trường này tạo ra một cái biên độ là 900 tới 1.000, nó đánh bao lâu không? Nó đánh tới khoảng cỡ 2 năm trời. Thì sau 2 năm đó nó xuất hiện một cái Covid, bởi vì nguyên tắc tích lũy là nguyên tắc gom, đúng không? Gom trong quá trình tích lũy là gom hàng, đúng không? Thì cái Covid nó tới, cái Covid nó tới. Thì khi cái Covid tới này, nó hợp thức hóa cái việc là nhà đầu tư đeo bám trong giai đoạn này nè, cắt ra hết trong cái quá trình rơi. Lúc này hàng nó sẽ về tay tổ chức với khối lượng cực lớn. Thì lúc là cái quan trọng nhất là tổ chức người ta cầm được bao nhiêu hàng để người ta đánh trend thôi. Thì lúc này nó tích lũy 2 năm, Covid ra rủ một cái nền rất to, và thị trường ta bước vào một cái giai đoạn uptrend rất lớn trong năm 2021-2022, đúng không? Và anh chị thấy chu kỳ uptrend này nó tính bằng năm thì chúng ta mới có uptrend. Và trước đó nó có phải hàng năm tích lũy, 1-2 năm tích lũy. Đó anh chị nhìn nè, ví dụ một con sóng năm 2017 đi, ở đây mình từng trải qua rồi. Anh chị biết là mình đánh từ đại học là mình đánh từ năm 2017 á, mình đánh tới giờ là 6-7 năm rồi. Mình đánh trong chu kỳ này nè, thị trường ta có một giai đoạn tích lũy vài năm từ 2014 tới 2016. Thì mình vào bắt đầu chu kỳ này, thị trường mới đánh lên. Tức là cái yếu tố tích lũy của thị trường nó chưa đủ là tạo ra một cái uptrend to. Nên là anh chị thấy này, ở trên đó 2 năm này nó mới đánh được một cái nền lớn như thế này. Đúng không? Đây là 2 năm này, xuống là 2 năm rủ một cái mặt nó lên cho ứng này. Đây tích lũy 6 tháng nhận định uptrend sai lầm. Sau đó đưa thị trường chúng ta về một những cái mức viển vông, dẫn đến cái việc là thua lỗ nặng nề trên thị trường tài chính. Và đa phần người thua nặng nhất đều là những nhà đầu tư F0. Làm thế. Đó là cái yếu tố nhận định và sai về chu kỳ. Làm như có uptrend nào có đánh cứ cho từ nền lên 1.000 lên 1.250 đi. 150 điểm, tại vì đánh từ 1.100 lên chứ đây là biên tích lũy mà, đúng không? Đánh từ 1.100 lên 150 điểm, giờ nó giảm về lại gần cái nền này, làm những uptrend nó đánh kỳ cục vậy. Đây chẳng qua là một biên sideways lớn của thị trường. Mình không bao giờ nói thị trường uptrend. Hồi xưa trong giai đoạn này mình nói mình không nói uptrend, bởi vì không có những cái phiên bùng nổ theo đà, nhiều nhà đầu tư vào nói lum la, nhưng mình vẫn cái quan điểm của mình xưa giờ là mình đã nghiên cứu thị trường lâu rồi, mình không tranh cãi gì cả. Anh chị kiếm được tiền thì anh chị vui, mà mình kiếm được tiền thì mình vui. Vậy thôi, thị trường sẽ trả lời cho anh chị những cái yếu tố đúng sai. Nên cái câu đầu tiên chúng ta sai lầm đó là gì? Nhận định sai về chu kỳ thị trường.
Cái thứ hai, anh chị bị ám muội bởi những vị thế cũ và không quản trị cái vị thế mới. Tức là sao? Mua được nền dưới này giá thấp, lên trên này mua cái cổ phiếu khác, rồi cùng gồng chung. Đến lúc là cổ phiếu mới không lo xử lý, cổ phiếu cũ là nó mất đi thằng quạt cổ phiếu cũ. Đó là nguyên nhân. Tí nữa nó sẽ tới hệ lụy của cái việc mà chúng ta bị lỗ. Thứ ba là gì? Thứ ba là không có hệ thống rõ ràng. Tức là chúng ta không biết là chúng ta đánh vô thị trường, chúng ta cầm con nào, chúng ta bán con nào. Không biết là con nào là cái con mà chúng ta kỳ vọng được, và những cái con mà nếu có khả năng xảy ra chúng ta xử lý như sao. Anh chị em dùng như thế. Ví dụ vào một cổ phiếu anh chị phải lường tới cái yếu tố rủi ro chứ. Làm cái gì nó không có rủi ro, chúng ta phải nghĩ là bây giờ rủi ro nhất là mình bán con nào. Mà không biết bán con nào hết trơn, tức là không hình thành được cái hệ thống rõ ràng. Theo một cái yếu tố là không định vị được vị trí bản thân của mình trên thị trường. Tức là sao? Chúng ta vào đây không biết là chúng ta đầu tư, đầu cơ là kinh doanh. Thí dụ mình xác định rõ ràng vào đây tôi là kinh doanh, tôi có tiền là tôi thu về, không để cho thằng nào cầm hết á. Còn đầu tư nha, thì phải tính bằng năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm ăn cổ tức, ăn dầm nằm về doanh nghiệp. Còn đi vào này muốn ăn nhưng mà lại mang tính chất đầu tư, tức là muốn á thì phải ăn nhanh, nhưng mà lại là kêu là tôi đi đầu tư. Tới lúc nó lỗ quá, lời không bán, lỗ cũng không bán. Mà anh chị nói trên thị trường có một câu, chút lời không bao giờ sai, mất lời mới kinh hoàng. Tiền vào túi mình là của mình anh chị, tiền trên bảng đi không nói, nó có thể được, nó có thể mất. Hôm nay anh chị thêm 100 triệu không chốt, ngày mai nó mất đi 200, 300 là bình thường. Không chốt lời là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến hệ lụy cực lớn cho những cái vị thế của chúng ta trong giai đoạn sau này. Ví dụ ở đây không phải là mình khoe, nhưng mình cũng khẳng định với anh chị là mình là đi vào thị trường, mình biết là vị trí của mình là vào kinh doanh và đầu cơ chứng, không có nhu cầu đầu tư. Vị thế tốt mấy có lời cũng bán. Ví dụ gì? BBS. Tôi mua vị thế 27 lên đây 39 đúng tay cái tôi bán, mới chờ đợi ông nè. Mình đánh vậy thôi, mình cần đánh nhiều. Mình không cần phải ăn nhân đôi nhân ba như người ta. Bởi vì mình biết mình là ai, mình vào thị trường với tâm thế là mình xác định, là mình hình dung cho hệ thống bên mình cũng như vậy, đưa ra target trước đạt bán vậy thôi. Không có kêu là cầm nhân đôi nhân ba vậy trơn. Mình không phải thần thánh để mình làm mấy cái việc đó. Đôi lúc nhân đôi nhân ba trong một cái chu kỳ nào đó là sự may mắn của dòng tiền người ta đổ vào thị trường thôi. Còn đối với một thị trường mà ít sự tích lũy như ở thời điểm hiện tại, thì khoảng 3-6 tháng như VN rất trong những cái thời điểm trước đó. Đó, anh chị thấy tích lũy nè, đây được bao nhiêu đâu? Được khoảng cỡ 7-8 tháng đánh một cái nhịp lên 150 điểm, giảm một cái gần về bờ rồi. Nhận định sai về chu kỳ, khẳng định sai vị trí của bản thân trong một cái yếu tố vấn đề, là những cái yếu tố nó xảy ra và cái việc nguyên nhân cho chúng ta dẫn đến những cái hệ lụy rất là kinh hoàng của thị trường. Anh chị thấy đây, ê, tài khoản cá nhân của Nam này, làm sao kê cho anh chị xem là đầu tháng 6 đến giờ là tìm được bao nhiêu tiền? 20/9. Vì anh chị biết 20/9 là cái cây này nè, là mình bán nó hết hàng, nên là những cái cây sau này mình không còn những cái hàng chốt lời nên nó sẽ không hiện ở đây. Anh chị nè, đây là tài khoản cá nhân nha, lời 2,5 tỷ, tiền chốt lời rồi bỏ vô túi. Tiền của mình nó phải bỏ vào túi chứ, khách hàng của mình chắc chắn sẽ như thế, hệ thống mình chắc chắn như vậy. Ừ, cây này mình cho bán hết, cây sau bán hết, hai cây này là mình bán hết. Làm như cầm những cái cổ phiếu nào nhiều nữa, cho bán nhiều, mình chỉ cho giữ lại một số con mấy yếu tố chủ chốt, và những con đó bây giờ chưa lỗ, và đa phần những cái đó là vị thế của mình rất là thấp, mình cầm được. Chúng ta lưu ý nha, đó là một trong số những cái chúng ta khác biệt. Rồi cầm 2,5 tỷ đem về bình thường, tiền của mình mà đưa thị trường giữ sao được anh chị. Nhanh chút là chậm một tí là chỉ cần 1-2 ngày thôi, vị thế đã khác rồi. Cầm được tiền về mới là hay, để tiền cho thị trường đâu có ý nghĩa gì đâu, nó giống như nít mới vào thị trường thôi. Thị trường tiền mình kiếm được là đưa cho ông khác cầm, không thực hiện hóa được lợi nhuận, đúng không? Xem lại cái hệ thống. Tiếp theo là yếu tố kiên định hay là cố chấp. Thực ra trên thị trường này nè, nó có một cái rất là hay, đó là cái sợi dây sự cái việc kiên định và cố chấp nó rất là mong manh. Ví dụ anh chị gồng vào một giai đoạn thị trường có thể là bước vào một cái nhịp tăng, anh chị đó là kiên định. Nhưng mà chỉ cần nó lỗ, bắt đầu từ lời thành lỗ, nó là cố chấp. Sợi dây nó chỉ là 1-2 phiên và 1-2 tuần thôi, nên là phải xem lại những cái yếu tố về mặt tâm lý của mình là kiên định hay là cố chấp. Nó xuất hiện nhanh lắm anh chị nhà đầu tư, 1-2 phiên là nó ra những cái vấn đề đó ngay, rủi ro lắm. Trường mà biến hóa khung lường muôn hình vạn trạng, thị trường sao ứng phó thế? Hồi xưa mình lì lắm, mà thị trường nó đánh hết lì rồi, bây giờ không kiên định, không cố chấp gì đó thì chưa có lời mình ra vậy thôi. Muốn có lời ra, ví dụ điểm mua mình thấy hòa mà cảm giác lỗ 100 bán luôn, không chờ đợi gì đó. Không có làm cái gì mà phải chống lại thị trường. Mình xưa giờ không chống lại thị trường, hồi xưa hay chống lại lắm, bị lì, nghĩ lực mình khỏe, gồng được có lời sợ gì. Đến lúc nó vãi không còn đồng nào hết, nó
có thấy sự kinh hoàng của thị trường, nên là mình không có kiên định mà không cố chấp. Mình muốn có lời là mình ra. Sao? Tiền túi mình mà, đúng không? Chúng ta lưu ý nha. Vì thế chúng ta phải hiểu sự cái kiên định hay cố chấp trong giai đoạn này là cực kỳ mong manh. Như bây giờ mình chỉ chờ những cái nhịp mà nó xuống sâu để mình mua thôi. Còn hệ lụy của nó là, đầu tiên anh chị phải thấy cái sự hệ lụy là tụt mất cái lợi nhuận kiếm được. Hai là chúng ta kiếm được vài tháng, chúng ta mất trắng trong một tuần. Đó là hệ lụy trong cái nhịp vừa qua. Mà cái đó nó đau lắm anh chị nhà đầu tư. Cái thứ ba là lãi không chốt thành lỗ rất sâu. Thứ tư là gì? Đánh mất trạng thái tốt nhất của để xử lý danh mục. Tức là sao? Tức là khi chúng ta có quá nhiều lời rồi, chúng ta quên mất là chúng ta cần phải đưa tiền vào túi. Và cứ lúc đầu chúng ta đang lời 500, còn 300, còn 200, chúng ta quên mất là đúng ra chúng ta phải chặn lại. Ví dụ mình đang lời 500, còn 400 thu tiền chứ, gần gì nữa. Đấy không? Nó đánh cái là bây giờ là có khi là còn âm luôn chứ. Đấy không? Tiếp theo là rơi vào trạng thái vô định bởi sự khủng khiếp của thị trường. Nó rơi không vô định lắm anh chị nhà đầu tư. Bây giờ là hoảng loạn, không biết nó ở đâu. Ngay cả mình phân tích thị trường mình chả biết giờ nó ở đâu. Tiếp theo là bước vào một cái vùng lầy. Đó là cố gắng tìm cơ hội trung bình giá, bất chấp là cơ hội gì mình cũng ráng tìm. Đây thị trường này ai tím vô mua. Cuối phiên lỗ. Thấy DG xanh, hồi chung với thị trường. Vô mua giá xanh, cuối phiên đóng luôn 6-500. Quá kinh khủng. Ghét gũng thì nói chung là đó là một trong những cái hệ lụy. Bởi vì khi mình vào cái nguyên nhân dẫn đến những cái hệ lụy này là do chúng ta không đủ những cái, chúng ta không đủ kiến thức về những cái này. Đến lúc nó dẫn tới những cái hệ lụy này á thì bắt đầu chúng ta mới bước vào những cái vũng lầy. Mà anh chị thấy ở trong vũng lầy á, chỉ có người ta kéo mình lên thì mình mới lên được. Còn anh chị càng cự quậy mà không có gì xung quanh, cái việc của anh chị là càng chìm và càng mua thì càng lỗ. Nó là như thế. Tiếp theo là ảnh hưởng tâm lý dây chuyền, tức là bắt đầu lộ chứng về gây sự với tất cả những thứ còn lại trong gia đình. Cái này là có chắc chắn luôn. Bởi vì mình gặp rất nhiều anh chị nhà đầu tư là khách hàng của mình thua lỗ nhiều quá về cọc chồng cọc con, bắt đầu nó ảnh hưởng ra nhiều cái. Anh chị thấy đó là sự hệ lụy của cái việc lỗ trong danh mục. Tiền mà lúc đầu thì tình cảm, nhưng mà tiền nó dính vào bắt đầu là nợ nần lên. Anh chị thấy nha, chúng ta vay tiền, chúng ta đánh chứng khoán vài tháng, chúng ta không chút lời, chúng ta không đưa tiền vào túi. Còn vài mấy tháng đó là mo rồi, làm như còn cái đồng nào. Mấy tháng vừa rồi là mo lời, mượn tiền đánh cổ phiếu. Đó, đúng là gửi ngân hàng mấy tháng có tiền, chứ cuối cùng là vô trong này mình nói là mất lời còn không sao, lỗ nữa là rồi còn chìm trong những cái đắm đuối nữa, nữa còn mệt nữa, đúng không? Bởi vì bây giờ thị trường ngon, lúc nào bỏ 200 triệu đánh được, vay lên 500 đánh, vay lên tỷ đánh, lỗ một cái lỗ 500 triệu, giờ tìm đâu ra tiền. Hệ lụy lắm. Hồi xưa mình thế mà, nên là mình rất hiểu những cái này. Đây là sau này là có lời là tôi bán, không chờ ai hết trơn. Lưu ý nha. Đấy, đó là nó là ảnh hưởng tâm lý dây chuyền. Cuối cùng là bây giờ là lãi margin lời liếc trong giai đoạn vừa qua là giống như mây gió thôi, hạt cát thổi cái bay. Tiếp theo là cảm giác sợ hãi nó bủ quanh và nó không còn niềm tin với thị trường. Thì lúc này anh chị nhờ tôi hết niềm tin với thị trường thì mình lại thấy đây là một trong những cơ hội rất lớn. Bởi vì anh chị tất cả những cái lúc mà thị trường ta hoảng loạn nhất, nó sẽ đi lên những cái nhịp cho lợi nhuận tốt nhất. Nào thế. Đây hoảng loạn nhất này. Cho biên lợi nhuận cực to luôn. Những cây này thị trường sàn cả VN đất. Cây này cả VN đất giảm 6,7%, anh chị biết là chỉ có một cái con Novaland tại thời điểm đó là nó không sàn thôi. Cả thị trường sàn sạch. Đúng không? VN đất anh chị chỉ thấy giảm 4-5% bởi vì có con xanh con đỏ, nhưng giảm 7% là gần như sàn hết. Anh chị thấy nè, những cái lúc sơn cùng thủy tận như thế này là tạo ra cơ hội. Mà lúc này thì chúng ta không còn những cái niềm tin này đối với thị trường. Đó là hệ lụy dẫn đến chúng ta mất đi những phương hướng, mất đi cái ánh sáng, không còn những cái điểm sáng cho mình. Tiếp theo ha, đặc biệt đánh mất những cơ hội lớn này. Và rơi vào trạng thái hoảng loạn vì những cú kéo sốc, vì sự kinh hoàng của dòng tiền. Anh chị nhìn nha, tổ chức là đưa dòng tiền của anh chị vào được, nó đưa dòng tiền của anh chị ra được thì nó cũng sẽ đưa dòng tiền anh chị vào được. Lúc này có vẻ hoảng loạn, kinh hoàng, không ai mua, nhưng khi mà mafia nó vào, nó kéo lên thì kiểu gì anh chị cũng đu lại. Thấy bắt đầu ổn vào đu là gỡ, tâm lý là gỡ. Thấy không? Có những cái lúc nào người ta bán ra mất hàng là ngồi nhìn chờ nó quay lại cái giá mình bán, bởi vì bán nó rồi chỉ mong nó quay về giá mình bán thôi, mà nó cứ kéo. Hoảng loạn, sợ hãi, mất đi những cái vị thế lớn. Nên là trong giai đoạn này quan điểm mình là cơ hội, bởi vì không mấy khi thị trường như thế này đâu. Còn khi nào mua vào thì mình tính sau. Nên là anh chị nào chúng ta coi video thì đó là những cái mà mình tổng kết lại cho anh chị, để chúng ta nhớ lại những cái bài học, chúng ta nốt, chúng ta ghi sổ. Rồi một thời điểm nào đó trong tương lai, đợt này anh chị trải qua, anh chị được nhớ nhiều hơn, thì một cái thời điểm nào đó anh chị sẽ vững vàng hơn. Anh chị ra ngoài một thị trường anh chị chiến đấu, anh chị sẽ vững vàng tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là những cái mình muốn chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư ha. Ok, thì cũng cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều.
đối với một cái video ngày hôm nay, không nói nhiều về các yếu tố kỹ thuật bởi vì nó không có gì để phân tích. Mình chỉ đưa cho anh chị những cái yếu tố góc nhìn về thị trường và khi nào thì chúng ta tham gia, cũng như là những cái hệ lụy trong cái vấn đề chúng ta đầu tư, để một ngày nào đó anh chị chúng ta có những kiến thức vững chắc. Hôm nay chỉ trao đổi với anh chị kiến thức là nhiều, chứ còn mà và kinh nghiệm thực chiến của mình là nhiều, không nói những cái ba hoa chích chòe, không nói những cái về mặt viển vông, không nói những cái về mặt hy vọng và ảo tưởng thị trường ở đâu tính tới đó. Đừng có thấy cái quá khứ như vậy là nó sẽ hồi lên như thế. Mình cũng nói là bây giờ thị trường đánh như thế này mình chả biết ở đâu, mình chỉ biết là khi gác nó rơi xuống như thế này, cái quá trình của nó là sự liên tiếp trong vấn đề mà tiếp tục rơi. Còn khi nào mua vào nó phải có những cái tín hiệu. Còn đừng có lấy những cái quá khứ ra mà chúng ta coi, bởi vì năm nào nó cũng sẽ có những cái bất động riêng. Năm nào nó cũng có những cái bài học mới, năm nào nó cũng có những cái gì? Có những cái vận động nó khác biệt. Không có năm nào đánh giống năm nào, nó đừng có lấy cái quá khứ cũ ra mà chúng ta coi để chúng ta hy vọng. Và chúng ta càng hy vọng mức độ thua lỗ của chúng ta sẽ càng cao. Ta lưu ý ha. Ha, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào, chúng ta hình dung là tư duy con bạc và sự thua lỗ trên thị trường nó sẽ như thế nào. Và đa phần ở thời điểm hiện tại thì anh chị sẽ hay gặp cái vấn đề này. Chưa chắc những trên thị trường có ai đã chia sẻ cho anh chị nhiều tư những cái này đâu. Nên ở đây mình sẽ chia sẻ cho anh chị nha. Đầu tiên anh chị phải hiểu là đối tượng mà đa phần tư duy con bạc trên thị trường, anh chị biết ai không? Đa phần là nhà đầu tư F0 mới vào thị trường. Và anh chị không biết là mình là những cái người, những con bạc mới vào sới, những con cáo, những con sói già đời trên thị trường khôn. Còn chúng ta F0 mới vào không biết gì về thị trường, cứ thấy thị trường tăng ăn là dễ thôi. Giống ngày xưa mình đánh cổ phiếu mấy ngày mua con iPhone, hồi đó là sinh viên đẳng cấp. Nói chung là mình chỉ nghĩ là ủa sao đã sinh ra cái thị trường mà nó đơn giản mà nó đã với người ta. Và đó chính là những con bạc. Anh chị thấy trong giai đoạn này nè, F0 vào ăn, mua con gì cũng ăn. Đội nhóm nào hô cũng tăng. Thì con bạc mà lúc nào cũng ăn. Quá đơn giản. Mốt là ăn, cố đã ăn. Nó hình thành nuôi thói quen, nuôi tâm lý. Đúng không? Lúc đầu bỏ 100 triệu, đánh được 20, ngon. Về nhà vay 500, đánh lên, đánh tiếp. Xong vay lên 1 tỷ, đánh tiếp. Lúc mà mất. Yeah, lưu ý nha, lúc nào cũng thế. Đầu tiên anh chị đánh nhỏ là hay ăn, mà lên cao là đánh lớn hay thua lắm. Mình ngày xưa cũng vậy, lúc đầu đánh mấy chục à, xong bắt đầu thấy dễ dễ cũng ok, cảm thấy không mất tiền. Tại vì là cùng lắm là cổ phiếu nó điều chỉnh cái nó về lại mức đó, nó bật tăng mà mình đâu có mất tiền đâu, cái vốn y nguyên. À được được, thị trường này có vẻ an toàn. Đó là về sinh thêm gia đình khoảng 200-300 triệu, thấy gia đình thấy cũng làm nó được tí tiền. Đó là sao? Đã bắt đầu vay nhà, vay cửa, đập vài tỷ vào, tới lúc mất là mất nhiều lắm nha. Đó chính là nhà đầu tư F0 mà không biết mình chính là những con bạc mới và sới. Và lúc nào mình nghĩ tới việc ăn, lúc nào không lời, lúc nào nghĩ đến kiếm tiền. Nghe ông nào x2, x3 là thích nữa, ghiền lắm. Bởi vì sao? Đang thấy 200 triệu mà nhân được 400 ngon, bỏ tỷ được 2 tỷ, ghê, trường đánh dễ dàng ha. Ba là bắt đầu là nghĩ tới việc là thôi, không cần đi vay tiền nữa, bắt đầu sử dụng đòn bẩy, hoặc là gồng, hâu, lãi suất, lãi xiết gì. Lời này nhiều hơn cái bằng lãi suất, sợ gì? Là hay sử dụng đòn bẩy cao, margin nó cao. Bốn là không hề hình dung được sự khốc liệt của thị trường, vì đang trải qua những ngày tươi thắm và tươi đẹp thì làm sao thấy được mức độ khốc liệt. Ngày nào ăn chưa bây giờ, thí dụ như thấy ông này nói rủi ro là ông thích, nói là điều chỉnh là ông thích, nói về mặt quản trị là thấy bực bực rồi. À, thấy nói ông nào kêu chỉnh là bắt đầu chửi, chả biết gì về thị trường, tâm lý tốt, mọi thứ thông tin ok ha. Và thông thường những người này sẽ không chấp nhận là mình đã mất lại, và sau đó là mình sẽ mất tiền, và sau đó mình sẽ mất vốn. Bởi vì sao? Bởi vì trong giai đoạn anh chị nhớ được vài tháng vừa qua đi, bỏ tiền vào là ngày nào cũng thấy cổ phiếu là tài khoản nó xanh, là đâu thấy màu đỏ đâu. Cùng lắm là mình mua con này mình ăn, xong mình mua con khác nó hơi đỏ một xíu, nhưng mà mình tính toán qua lại thấy vốn mình vẫn được. Tức là mình đánh giá ở thị trường ok, thị trường này giữ tiền được, thị trường này đánh có lỗ lắm mà sợ. Và đa phần là những người đó không chấp nhận là mình mất lại, và cũng không chấp nhận đó là mình sẽ mất tiền, và không chấp nhận mình sẽ mất đi cái vốn. Cái hệ lụy của cái việc này là gì? Thứ nhất là sau một khoảng thời gian trải qua của thị trường tăng như thế này nè, bắt đầu thị trường xuống, thì bắt đầu là chúng ta thấy chỉnh một hai lần gì nó cũng lên, chỉnh 55 điểm nó cũng quay lại. Và cái chỉnh liên tục đến lúc mà nó chỉnh thật là chúng ta lại trở nên lì lợm. Bởi vì cứ nghĩ là nó chỉnh xong nó sẽ hồi. Nhưng mà anh chị lưu ý nha, thị trường đôi lúc nó sẽ không hồi đâu. Có thể nó chỉ hồi được lên một cái mốc nào đó rồi nó lại đi ngang. Nó bào mòn tiếp tục cái NAV của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì đang gồng margin mà. Thì làm sao bán được? Đúng không? Thứ hai, đang mua ở trên này thì nó hồi lên đây, phải chờ nó hồi tiếp.
Nhưng thực ra đôi lúc nó sẽ không hồi, nó sẽ đi ngang rất là lâu. Và nó cứ lên xuống liên tục, giống trong giai đoạn này nè. Ví dụ như mua ở đây nè, nó cứ đi ngang, đi lên, đi xuống, đi ngang, đi lên, đi xuống liên tục. Ví dụ anh chị mua ở đây đi, mất khoảng thời gian rất lâu trong giai đoạn này thì nó mới có thể đi lên được cái đỉnh này chẳng hạn. Nên là chúng ta lưu ý là không phải là nó sẽ hồi sống chiều đâu. Thị trường mà làm gì anh chị ta mất tiền kiếm lại được tiền ngay, có đâu, thị trường này kinh khủng lắm. Vì thế chúng ta sẽ rất là lì lợm và bắt đầu mặc kệ, bất chấp. Bắt đầu là hai nữa là bắt đầu kỳ vọng mà chờ đợi những điều viển vông như là thông tin này, tin tức này. Bắt đầu không thấy được dòng tiền, bắt đầu đi kỳ vọng những cái viển vông. Bắt đầu là nghe đi hôm 1.300, 1.400, đi tìm những cái chiến thắng và hô hào để cứu vãn những cái lì lợm của mình. À, đó là những cái hệ lụy. Cái thứ tư này, liên tục đi tìm những cái cơ hội ngược dòng trên thị trường. Và cái kết là khi mà chúng ta mua con nó lỗ, thấy con kia tăng mạnh quá mua vô để bù cái phần lỗ con này, kết quả là lỗ hai đầu. Thêm một cái yếu tố nữa là gì? Hành động rất nóng vội. Khi thấy cổ phiếu mình giảm sâu, bắt đầu có lực cầu bắt vào, FOMO lên là bắt đầu lực, tức là FOMO, mà thông thường FOMO những cái điểm nó hay MB bởi vì sợ nó tăng trần. Kết quả là sao? Là dính ngay những cái giá cao và nó giảm xuống ngay trong phiên, là trung bình giá xuống trong đà giảm và liên tục dính vào những cái bull trap. Cái hệ lụy của những cái này lớn lắm nha anh chị nhà đầu tư. Chúng ta không hình dung được trong giai đoạn vừa qua nè. Trong những giai đoạn này anh chị là những người cảm được cái đó là lớn nhất. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị chưa biết là mình là con bạc. Nên hôm nay mình sẽ nói lại cho anh chị biết là anh chị chính là những con bạc. Đặc biệt là nhà đầu tư F0. Có những nhà đầu tư lâu năm vẫn dính vào những cái hệ lụy này. Nên người ta đâu có tỉnh ra. À, không nhận ra được cái tiềm rủi ro tiềm ẩn. Đó chính là gì? Dòng tiền bị rút đi với khối lượng thấp. Thanh khoản đang có xu hướng bị mất hút. Tức là nhà đầu tư sợ người ta không vô luôn, tổ chức người ta không đánh, không ai vào luôn. Giống như mình bây giờ mình cũng rất sợ thị trường. Bây giờ cái nào cái mà mua mình mới dám mua, chứ bây giờ tự nhiên mình mua vô mình sợ một mình bơ vơ, đâu dám mua đâu. Nó là thực tế, bây giờ mình cầm rất nhiều tiền luôn. Tài khoản mình đang dư 10 mấy tỷ, mình không có vào được, vẫn cầm im chờ bình thường. Anh chị nghĩ đi, mấy tuần vừa qua mình đâu khuyến nghị anh chị nhà đầu tư tham gia. Từ lúc mình bán ra 1.250 ở đây, mình có mua một điểm ở đây, bán nó hết ở đây. Mua ở đây nè, bán nó được cái điểm ở đây luôn. Bán hết, bán quyết liệt, bán sạch. Mình bán toàn bộ ở đây nhiều nè. Anh chị coi video lâu biết là mình bán ngay đỉnh. Bán đỉnh số 2 nè. Thôi chạy. Tiếp theo là luôn đi tìm kiếm nghe với những cái phù hợp với mong muốn theo chiều hướng bản thân mong muốn. Tức là mình cứ nghĩ nó tăng nè, xong đi tìm những cái thông tin. Tại vì mình kẹp mà. Ai tâm lý kẹp người ta cũng mong muốn cổ phiếu người ta hồi hết á. Ai tâm lý kẹp cũng mong muốn là thị trường tăng hết á. Và lúc nào cũng đi nghe những cái mà nó phù hợp với mong muốn của bản thân. Nhưng mà những cái đó nó là sao, trong khi những cái mà cần làm là gì? Hành động phù hợp với thị trường. Tức là muốn nghe nó tăng, muốn thị trường tăng nhưng mà thị trường giảm, tức là chúng ta đang đi ngược thị trường. Mà nguyên tắc đi ngược thị trường cái đầu tiên là sai rồi anh chị. Nguyên tắc đầu tiên là gì? Phải đi cùng với thị trường. Ai lại nguyên tắc đi ngược thị trường bây giờ? Lưu ý ha. Nên là thông thường những cái lúc như thế này nè là bị ám mũi tâm lý, sau đó ám mũi thêm những cái hô hào. Ví dụ như là VN-Index 1.300, 1.400, 1.500, sell đích 500k là một ví dụ. Sell đích nè. Đấy, đích nè, mua 500.000, lên giá cả trăm mà vẫn mua. 500.000 là rẻ rách, đúng không? Xong sao? Kết quả là cháy. Nói chung là con này nhiều người chết. Hô hào nhiều quá bị. Kiểu như là người ta không có thế phòng thủ, lúc nào cũng công 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 công. Đến lúc mà nó dập một cái là tiêu hết. Anh chị thấy nếu anh chị ở đây mình nói tiếp tục một câu chuyện về cái Tam Quốc để anh chị hình dung là tất cả các diễn biến trên cái cuộc đời này, đặc biệt là thương trường á, mình rất thích coi Tam Quốc và mình coi rất là nhiều lần và coi rất là kỹ và rất là nhuyễn luôn. Nên anh chị thấy ngày xưa mà Lưu Bị đi đánh Đông Ngô, anh chị thấy Lục Tốn là đại đô đốc của Đông Ngô, lúc nào họ cũng thua 4-5 trận, thua liên tục. Và người ta gì, chờ thời, chờ tới lúc năm bức Lưu Bị bắt đầu đưa trại vào rừng, dàn trại lên, đúng không, dãy núi Di Lăng. Giang chạy 700 dặm, cái nó thiêu cái rụi hết luôn. Nên là chúng ta lưu ý, lúc nào mà chúng ta cũng công mà chúng ta không nghĩ tới việc thủ. Và đa phần những lúc nào mà chúng ta cứ nghĩ là chúng ta công thành công, công liên tục, là lúc đó là cái rủi ro nó tiềm ẩn nhất. Chúng ta lưu ý nha, vì thế lúc nào cũng mua, lúc nào cũng mua, không bao giờ nghĩ tới việc thủ. Cái chết và cái mất tiền luôn luôn xuất hiện trên thị trường, nó là như vậy. Đúng không? Thay vì tập trung nâng cao kiến thức thì là hay đả kích những người không cùng quan điểm. Đó là hệ lụy của những người là con bạc và thị trường. Và không hề có một cái anh chị đa chất mà không hề có gươm giáo gì hết. Không hề có gì cả. Suốt ngày là cứ đi đánh nhau mà ngày nào cũng thắng, đến lúc mà sập bẫy là mất hết. Đó chính là hệ lụy. Và hậu quả của vấn đề này là gì? Thứ nhất là sẽ bị mất phương hướng, là bắt đầu giờ không biết là phải xử lý như sao. Cái thứ ba là hành động rất luống cuống nha. Bắt đầu là những cái kỳ vọng của mình nó không giống như
những cái gì mà mình thấy mình nghe, thí dụ như kéo nó AV sao nó không giống như vậy ta, rồi tin tức vậy mà sao nó không kéo ta, nó bắt đầu mất phương hướng, bắt đầu hành động luống cuống và xuất hiện những cái lực kích bán là rất dễ bán ngay đấy. Thêm một cái yếu tố là không có kế hoạch cụ thể. Bởi vì sao? Bởi vì trong những lúc thăng hoa quá quên hết kế hoạch rồi, đâu có biết là hệ thống giao dịch sao, đâu biết mua bán cái gì, mà cũng không có kế hoạch xử lý đối với thị trường. Còn thí dụ như mình ngày nào mình coi thị trường lúc nào cũng đưa ra những cái nhịp phòng thủ, thí dụ nó chưa xuất hiện thì không cảnh báo, nhưng nó xuất hiện phải cảnh báo ngay, bởi vì mình phải coi thị trường hàng ngày và liên tục. Anh nói thật với anh chị, một ngày cái bảng điện anh chị có thể lúc coi lúc không, nhưng mình coi với bảng điện là nó chạy giờ phút nào mình coi giờ phút đó, khi nào hết giờ mình mới đứng lên, anh chị hình dung như thế. Nên là lúc nào mình cũng sẽ coi để làm gì, mình trau dồi những cái yếu tố giao dịch trên thị trường và cái kinh nghiệm, tốt nhất là kinh nghiệm anh chị phải nhìn được các bảng điện. Có những lúc nó kê lệnh ảo nè, nó kê lệnh nó dụ chúng ta nè, chúng ta phải làm qua làm lại, làm qua làm lại, làm qua làm lại, chúng ta nhớ mai chúng ta gặp lại chúng ta mới có thể trải qua. Nhưng mình coi liên tục, ví dụ anh chị thấy Hoa Sen Nam Kim những cái phim vừa qua có lúc mà kê triệu 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 cổ phiếu, nó kê dưới làm gì, đốt đứt anh chị nhà đầu tư mua lên làm gì. Nhưng mà anh chị nghĩ là hai cầu lớn nó mua xong hồn tắt cái thời giá cổ phiếu tụt lúc ấy, đúng không? Nè phiên vừa rồi nè, trên giá 20 nó kê triệu 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 cổ, 500 ngàn không, nó tắt cái là vì sao, tại sao nó không mua lên, nó bởi vì nó muốn bán ở trên thì nó muốn kê, nó phải kê ở dưới cho anh chị ta thấy cầu lớn mà mua, chúng ta mua trung bình giá, từ lúc mà tắt cái cũng không khớp được nhiều đâu, anh chị là người mua đuổi hết. Chúng ta lưu ý nha, đó là do chúng ta không có coi bản nghĩ thường xuyên, chúng ta chưa hiểu được cái cách vận hành của tổ chức, luôn luôn có mafia người ta hoạt động trên thị trường. Tiếp theo là xử lý danh mục quá trẻ, tức là mới bắt đầu quá tự tin của thị trường rồi, bắt đầu mua cao nè, rồi xử lý những cái nhịp này nè, bắt đầu xử lý những cái vùng này là quá thấp rồi nè, ví dụ 4-5% không xử lý, 1-2% bắt đầu phải lưu ý rồi, 4-5% xử lý, 7-8% để 10% để 20% để 30% mới bắt đầu nghĩ tới việc xử lý, mà có đó hết NAV rồi đâu. Chúng ta lưu ý xử lý quá trễ, tức là lúc đó là chúng ta gì ạ, hôm trước cái video trước mình kêu là những sai lầm trong thị trường giá xuống á, mình nói là những Amelie á kiểu gì cũng sẽ là những người bán cuối cùng, bởi vì họ đau quá rồi, lì không nổi nữa, bắt đầu thấy mình sai sai rồi. Nhưng mà lúc mà nhận ra mình sai, nhưng mà đi quá xa rồi, đi quá xa rồi, tiền có đâu nữa, mất hết trơn, mất 30-40% NAV đi. Thí dụ cổ phiếu mà mình đu đỉnh mà nó giảm 20% không cắt margin 50 là mất 40% tài khoản rồi, cầm tỷ và còn 600 rồi, đúng không? Bây giờ từ 600 mà lên lại 1 tỷ, anh biết anh chị biết tăng bao nhiêu không? Tăng phải 80-90% nó mới tăng được lên 1 tỷ lại, bởi vì nó phải tăng, đúng không? Anh chị mất 50% nhưng mà nó phải tăng nhân đôi lên thì nó về, ví dụ cầm 1 tỷ mất 500 là mất 50%, nhưng từ 500 lên 1 tỷ là nó mất gì, nó phải nhân đôi nó mới lên được. Mà như thế là sao, trời ơi, vốn mà đầu ra nó làm nhân đôi, trời ơi kinh hoàng lắm. Mất tiền thì dễ chứ kiếm tiền khó lắm anh chị, lưu ý nha. NAV bị bào mòn rất nặng, là những người thông thường, những cái người này là những người mà gần như cuối cùng rời bỏ chuyến tàu, bắt đầu thay đổi quan điểm vào những phút chót khi thị trường đã chiết khấu quá sâu. Ví dụ 1250 không quản trị, về 1200 không quản trị luôn, mà bắt đầu tự nhiên thấy mất 100 điểm, bắt đầu quản trị thì rất dễ dính vào những cái điểm chiết khấu và thị trường sẵn sàng thay đổi quay xe bất cứ lúc nào, lưu ý nha. Và bắt đầu là thị trường nó sẽ rất dễ quay đầu những cái điểm như thế này, bởi vì tâm lý hoảng loạn lên, đó là bắt đầu hoảng loạn à, và bắt đầu đánh mất nhiều cơ hội. Vì sao đánh mất nhiều cơ hội? Bởi vì khi thị trường quay lên nó quay nhanh lắm, nó tạo những cái biên độ mà anh chị nhà đầu tư trạng thái hoảng loạn ngay. Bây giờ năm đó anh chị chưa tin đâu, nhưng mà mình nghĩ khả năng tuần sau hoặc là một tuần sau tiếp theo là sẽ có thôi, anh sẽ chỉ chứng kiến những cái pha hồi rất sốc của VN Index, và nó làm cho anh chị nhà đầu tư vào trạng thái hoảng loạn luôn. Kể cả cái năm này mình đánh thì nó không có những cái pha hồi sốc mà nó hồi ngắn hạn nhanh lắm, dù cái cảm thấy là mình cứ bán nó cứ sai sai. Đây nè, dí nè, phát nè, hồi một phát nè, anh chị thấy hồi mấy trăm điểm mà nó hồi có quay lại đâu. Tức là ai bán trong những cái nhịp cuối cùng như thế này là không hề, nói chung là bị hoảng loạn luôn, xong bắt đầu thấy thị trường khỏe quá vô mua lại chết tiếp. Thị trường này vậy, đang rớt y chang thế, yếu tố tâm lý ở thời điểm hiện tại không khác gì, nên chúng ta lưu ý nha. Vì thế là cái yếu tố cơ hội phía sau này nó cũng là có, và thông thường mình đánh giá như những ai mà đánh trong thị trường sideways thành công á là người ta kiếm được nhiều tiền hơn uptrend, bởi vì cái biên độ cổ phiếu lúc đắt người ta bán ra rẻ người ta mua lại. Còn những nhà đầu tư thua lỗ lớn là gì? Đắt thì mua mà rẻ là bán ra. Cuối cùng là sao? Kết quả là sẽ có những người ăn nhiều và cũng sẽ có những người mất rất nhiều trong những cái yếu tố vận động của thị trường sideways. Nếu chúng ta lưu ý, đó là những cái tư duy về con bạc và sự thua lỗ trên thị trường vì sao nó xảy ra. Nên anh chị nào mà nằm trong những cái trường hợp này nè thì anh chị cũng phải nốt lại để lưu ý
một ngày nào đó là chúng ta cũng sẽ gặp lại những cái trạng thái này, và hy vọng anh chị có kinh nghiệm để chúng ta xử lý qua. Anh chị biết vì sao không? Bởi vì mình là khoảng 80% là mình ở trong cái hệ lụy và cái hậu quả này khi mình mới đầu tư vào thị trường. Và năm đó anh chị nhà đầu tư là mình dính con này này là con Long Điền này. Đó, anh chị thấy nè. Vì sao mình lại nói có một pha là mình bị hoảng loạn và mất đi tâm thức. Anh chị hình dung nè. Bởi vì mới vào mà đánh đâu ăn. Trong giai đoạn này nói chung mình đánh con này trường kỳ. Đánh có lên có xuống. Nhưng mà anh chị biết mình là người gồng cuối cùng là tự tin lạc quan và những tin tức nó bán dự án và kết quả kinh doanh doanh nghiệp của nó rất lớn. Anh chị hình dung như thế. Và anh chị biết mình là người gì không? Nằm nguyên cái đao, cái quá trình đao trên này của nó luôn. Nằm nguyên luôn, xuống lên gì cứ thấy nó hồi là hay mua trung bình giá đó. Và cứ mua vậy là chết, và cứ mua là hay sử dụng margin. Và càng ngày nó càng bào mòn á. Mình lúc đó mình nhớ là tài khoản đâu có khoảng 800 triệu á. Đến lúc mà mình bị MBS á, bây giờ tài khoản bên MBS của mình vẫn còn một số cái cổ tức lẻ á. Anh chị biết mình là người cuối cùng rời bỏ cái mã này là cây nào không? Là cây này nè. Anh chị tin được không? Mình rời bỏ cái này. Mình là người cuối cùng rời bỏ luôn, bởi vì công ty chứng khoán người ta không có cho mình gồng thêm. Tức là thay vì anh chị tới một cái thời điểm anh chị sẽ phải đáo nợ đúng không? Thì lúc đó là mình xin được các bạn môi giới, lúc đó mình chưa là môi giới, lúc đó là đang là sinh viên. À, mình xin, mình nói các bạn môi giới là xin cho mình thêm khoảng vài tháng. Thì mình nghĩ là vài tháng là tăng, nhưng không, nó không hề tăng. Ngày nào nó cũng rơi, mình là người rời bỏ cuối cùng. Mình bán ra cái cổ phiếu bắt đầu vào phải tăng. Nó tăng từ 7 lên lại 11. Là anh chị biết tăng bao nhiêu phần trăm trong giai đoạn này không? Tăng 45%. Cái khúc mình bỏ 800 triệu mình gồng, nói chung là liên tục mất margin, mất lời, mất đủ thứ. Thì sao? Thì lúc mình cầm về đây nè, còn như 70 triệu. Nói thật, đó là còn 70. Nên là mình rất nhớ những cái tâm lý này luôn. Rất nhớ những tâm lý này. Lì nè. Mặc kệ bất chấp cổ phiếu tốt sợ gì. Nó lời như thế sợ gì. Doanh nghiệp làm ăn tốt thế sợ gì. Chờ đợi kỳ vọng là những điều viễn vông. Bắt đầu đi vào hội nhóm nghe. Thằng nào ông nào mà co live stream mà ông nào mà hô xuống ghét lắm. Bắt đầu nóng vội thấy thị trường hồi cổ phiếu mình hồi gọi là trung bình giá. Thiếu ăn ở trong phiên được khoảng 2 like đâu nợ bán đâu, bởi vì đang lỗ sâu mà. Xong nó giảm ngược lại lỗ lại giá. Liên tục dính vào bull trap. Không nhận ra những rủi ro tiềm ẩn. Lưu ý nha. Ám mũi và hồ hà hồi đó mình cũng nghe con này hô phải lên được 40-50. Ám mũi mà. Và mình không hề tập trung nâng cao kiến thức. Ngược lại là ai mà nói con này xấu là mình đã kích ngay. Và mình đúng là dính vào những cái hậu quả này luôn. Mất hết phương hướng. Hành động luôn cuốn. Và mình là người bán ngay đấy nên mình rất hiểu nha. Đâu có kế hoạch cụ thể đâu. Bởi vì đã lì và mặc kệ thì làm sao mà có kế hoạch cụ thể được. Xử lý quá trễ. Xong bắt đầu nghĩ lại là đúng ra phải xử lý lúc mà mình lộ mấy phần trăm phải xử lý rồi. Không có nổi mà còn bạn cỡ mất 90%, 95% tài khoản mà cầm tiền về. Còn gì nữa về bào mòn rất nặng. Là những người rời bỏ chuyến tàu cuối cùng. Anh chị thấy không? Và đánh mất cực kỳ nhiều cơ hội. Nếu mình xử lý sớm mọi thứ mà mình có hệ thống, mình có quản trị, mình có này kia, thì sao? Thì mình đã đâu phải như vậy. Nhưng mà thôi, đó là những cái bài học mình trải qua. Mình chia sẻ lại cho anh chị nhà đầu tư. Nếu anh chị nào mà thấy ok thì anh chị nhớ ủng hộ Nam ha. Còn đây là những cái mà mình đánh giá là thị trường hiện tại rất nhiều anh chị nhà đầu tư rơi vào cái tư duy này. Nhưng mà anh chị chưa biết là mình là những người này. Sẽ có những môi giới cũng thế. Những người, đặc biệt là những người mới vào thị trường nó cũng y chang vậy à. Vì lúc mà thị trường ngon mới vào là môi giới ok mà. Tiền lời nè, rồi nói chung đánh phân tích con này cũng hay. Nhưng mà tới lúc xuống là không quản trị nữa. Không biết quản trị sao. Tức là cứ trải qua đà tăng nhưng đâu trải qua đà giảm đâu, người ta đâu có kinh nghiệm đâu mà xử lý. Thứ hai không nhận diện được bull trap của thị trường. Thứ ba không phân tích được dòng tiền. Lúc nào hô tăng hô lên, tới cái sự thật nó phủ phàng là tất cả mọi thứ mất hết. Đôi lúc các bạn môi giới mới á, cũng sẽ làm sao, cũng sẽ là những người rất thua trên thị trường này luôn. Bởi vì sao? Bản chất họ cũng chính là những người mới á. Chúng ta lưu ý nhé. Đó, vì thế là hôm sau mình sẽ nói cho anh chị nhà đầu tư về tư duy của những nhà kinh doanh chứng khoán. Nó sẽ như thế nào? Nó sẽ nằm ở video sau, video này dài quá nên là mình chỉ nói ở đây mình hết sức rồi. Nên chúng ta có thể là tham khảo một số cái mình chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư ha. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và like video để ủng hộ Nam, cũng như là chia sẻ video của Nam tới nhiều anh chị bạn bè của mình để cho họ có thể là nâng cao kiến thức về thị trường ha. Ok, cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Chúc anh chị nhà đầu tư một buổi tối thật là vui vẻ. Một sự tăng giá của thị trường vào tuần sau, và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau. Một số cái nguyên tắc giao dịch trong theo đà tăng giảm của thị trường. Để anh chị chúng ta mai mốt chúng ta gặp, để chúng ta biết là thí dụ trong một cái đà tăng thì anh chị lúc mà thị trường chỉnh thì anh chị nên mua những cái điểm nào. Ví dụ như là đầu tiên là trong một cái đà tăng của thị trường hoặc là cổ phiếu á, cái nhịp chỉnh đầu tiên là cái nhịp đó anh chị nên mua.
mà mình không nên chờ cái điểm số 2. Để Nam giải thích lý do nha. Ví dụ anh chị nhìn VCI đi, ví dụ như vậy, ví dụ trong giai đoạn này đi, con này đi lên trên này đúng không, lần đầu tiên nè, chúng ta xuống nè, cổ phiếu xuống nè, đi lên nè, bên mình bắt được một cái điểm ở đây là cái điểm cổ phiếu đi lên, thì sau đó cổ phiếu xuất hiện một cái nhịp chỉnh thì mình sẽ mua cái nhịp chỉnh, đó là cái nhịp chỉnh đầu tiên đúng không. Gần đây chúng ta bắt VCI giá bao nhiêu, 47 đúng không anh chị, hàng về chúng ta bán được giá 49. Vì sao chúng ta phải bắt ở cái nhịp chỉnh đầu tiên, vì sao? Bởi vì để nó có một cái nhịp test đỉnh nè, thì nó giống như là trong đà xuống nó sẽ test đáy, thì trong đà lên nó sẽ test đỉnh, mà test đỉnh này không thành công thì mình phải bán chút lời đi đúng không. Chúng ta bán mua 47 bán 49, vì thế trong một cái đà mà cổ phiếu hoặc là thị trường đi lên trong giai đoạn này đi chẳng hạn, ví dụ ở đây đi, thị trường ta có một cái nhịp đi lên, anh chị nên mua ở cái nhịp chỉnh đầu tiên đây, sau đó làm gì nó chỉnh xuống cái, thì anh chị mua cái nhịp chỉnh đầu tiên để làm gì, chí ít nha, ở đây nó sẽ test đỉnh. Và nếu anh chị mua nhịp chỉnh đầu tiên, một là anh chị mua được cái giá rất tốt, hai là anh chị sẽ mua ngay đáy của nhịp chỉnh luôn, bởi vì nếu nó chỉnh thành công thì nó vẫn sẽ đi lên, còn nếu chỉnh không thành công thì nó cũng sẽ có một cái biên lợi nhuận cho anh chị. Và tất cả các mặt cổ phiếu cũng như thế, anh chị nhìn BSI này, những con này đi lên, đang đi lên này, anh chị mua nhịp chỉnh đầu tiên để ăn được cái nhịp test đỉnh này. Còn anh chị chờ mà nó test lên trên này thành công, anh chị mua là anh chị đu đỉnh. Nếu chúng ta lưu ý là trong một cái gì ạ, trong một cái đà tăng của cổ phiếu thì cái nhịp chỉnh đầu tiên thì anh chị phải mua cái nhịp chỉnh đó. Ví dụ như VN đó, trong cái đợt vừa rồi, cái giai đoạn này thị trường ta đạt đỉnh đúng không, ví dụ đi, có một cái đỉnh ngắn ở trong giai đoạn này chẳng hạn, nó chỉnh xuống thì anh chị mua nhịp này là nhịp chỉnh đầu tiên khi nó về hỗ trợ nè, bởi vì trước đó là nó là đà tăng, thì khi nó chỉnh mà anh chị mua cây này á, thì làm sao lên trên này nó vẫn sẽ test lại đỉnh, và đây là nhịp test đỉnh không thành công, anh chị vẫn ao hàng được. Còn sau đó thị trường chỉnh một cái cây lớn thì cũng đây là một cái cây chỉnh đầu tiên của cây lớn, thì nó sẽ có một cái nhịp quay lại test đỉnh trong giai đoạn này. Vì thế là anh chị phải mua cái cây nhịp chỉnh đầu tiên và không mua ở cái cây test số 2. Vì anh chị mua cái test số 2 mà không thành công là dính vào đỉnh số 2. Đúng không? Anh chị hình dung như thế. Ví dụ vậy. Nên là hôm nay bài học của chúng ta là gì? Các nguyên tắc giao dịch theo đà tăng giảm của thị trường thì ở một cái nhịp chỉnh trong cái đà tăng thì anh chị mua ở cái chỉnh đầu tiên giúp mình. Thông thường là mình sẽ hay giao dịch như thế. Thứ hai là đối với cái đà giảm á, thì mình sẽ quan sát và không mua ở nhịp phục hồi số 1. Để làm gì? Tránh, đây là cây bull trap của thị trường. Nè, phục hồi số 1 nè, đà giảm phục hồi số 1 nè, đà giảm phục hồi số 1 nè, đều dính vào nhịp bull trap. Nè, phục hồi nè, test thành công nè, phục hồi nè, bull trap hết. Nên năm nay là nhịp phục hồi số 1 thì mình không vào. Cổ phiếu cũng thế, không khác gì. Nên là trong một cái nhịp phục hồi rớt xuống của thị trường này, nhịp phục hồi số 1 như thế này là mình không vào, không lấy. Bởi vì sao? Mình sẽ chờ cái trường hợp thị trường ta nếu mà cân bằng thì nó không sẽ test đáy, cân bằng thì nó sẽ test lại đáy ở đây rồi mua, không chưa chắc mua, bởi vì test mà nó phải thành công thì nó phải bứt lên được cái vùng, nó tạo ra một cái vùng trên này nè, nó bứt qua được 1260, nó sẽ đi mẫu hình này nè anh chị, xuống nè, lên nè, tạo hai đáy hướng lên và nó sẽ tạo ra cái điểm pivot ở đây thì chúng ta mới lấy, còn không thì thôi tiếp tục đứng ngoài thị trường. Vì thế điểm phục hồi số 1 thì mình không bao giờ lấy vào. Đây nè, điểm phục hồi số 1 không lấy. Anh chị chúng ta lưu ý nha, điểm phục hồi số 1 không lấy, không lấy được. Điểm này á, phải hên xui lắm mới lấy được. Điểm phục hồi này, nó phải test, nó mới lên. Khi nào test thành công, test được hai đáy này, đi xuống này. Điểm phục hồi số 1 không mua này, thấy không? Nó lên nè, xuống là test hai điểm, hai đáy này, thấy thành công rồi, vô mua điểm này. Vì thế là lúc này thị trường giá xuống đánh nó khoai, khoai lắm, trên toàn cái lực cung cầu không mà. Anh chị thấy không? Xuống này, điểm phục hồi số 1 mua bị thất bại này. Xuống này, tiếp tục cân bằng này, test đáy này, tạo ra được cái mẫu hình này, bước lên, có một cây bùng nổ đi lên này. Mua cao cũng được, cũng sao hết, nhưng mà nó an toàn. Còn mua trúng đáy á, ngày mai nó có đáy mới không biết được, mình đâu biết đâu. Nên chúng ta lưu ý á, vì thế mọi thứ bây giờ chỉ là quan sát. Còn nếu mình là anh chị nhà đầu tư đang kịp là ngày mai mở gap là mình chốt, mình hạ thị trọng cổ phiếu ngay. Mọi thứ nào rõ ràng mình mua lại, bởi vì trong giai đoạn này mình chấp nhận mình sai rồi. Còn gồng lên trên 1250 ngay lập tức á, không có đâu, tỷ lệ bằng không. Đó là chia sẻ chân tình với anh chị nhà đầu tư. Nó phải test tổng liên tục dòng tiền vào mọi thứ, mẫu hình ABC, cổ phiếu này kia nó mới ok được. Còn một phiên phục hồi như thế này không nói lên nhiều cái yếu tố vấn đề. Ngày mai nó rớt xuống thì anh chị xác nhận đây là cây bull trap. Vì thế một cây phục hồi đầu tiên nó không đáng tin cậy để chúng ta tham gia. Đó là quan điểm cá nhân của hệ thống bên mình cũng như là hành động bên mình. Là không làm gì hết, hôm nay vẫn không làm gì, vẫn không mua vào.
và vẫn chờ đợi thị trường ở một cái nhịp test đáy mới, hoặc là thị trường ta có vùng cân bằng mới. Chúng ta lưu ý một số cái yếu tố quan điểm cá nhân của mình ở thời điểm hiện tại, cũng như là mình sẽ chờ những cái nhịp mà thị trường xuất hiện những cái phiên mà cần cần hút sắc tốt, volume nó lớn thì mình sẽ tham gia lại thị trường cho giai đoạn sau. Hoặc là thị trường ta cân bằng đi ngang, tái tích lũy hấp thụ với volume thấp, test đáy thành công bùng nổ đi lên thì mình sẽ tham vào những cái điểm đó. Mình có những nguyên tắc giao dịch riêng, thì những nguyên tắc giao dịch đó giúp cho mình thoát ra được cái vùng này thì mình cũng chưa thể bắt lại nếu mà nguyên tắc giao dịch của mình chưa có vào, tức là nó mình phải tuân thủ kỷ luật, đó là volume phải lớn. Chúng ta lưu ý ha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, như là nhớ đăng ký kênh, like video đồng hồ Nam nha. Ok, thì cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự phục hồi tiếp tục của thị trường vào ngày mai, và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách mà gom hàng của tổ chức và những cái con sóng sau những cái cách gom hàng này. Anh chị phải hiểu là tổ chức mà nó họ giống như chúng ta thôi. À mà kiếm tiền anh chị mua mong muốn bán giá cao. Tổ chức cũng thế. Ví dụ anh chị mua 10.000 giá 10 thì anh chị muốn bán là 10.000 cổ phiếu giá 15. Đúng không? Là anh chị ăn được 5 giá, tổ chức người ta cũng thế. Người ta nhưng mà cái số lượng người ta gom sẽ lớn hơn. Ví dụ người ta muốn là mua 10 triệu giá 10 nhưng mà người ta phải bán ra được 8 triệu ở giá 40 và 2 triệu còn lại là người ta sẽ đạt. À ví dụ như thế. Thì đây là cái cách gom hàng của tổ chức và những cái con sóng ở thời điểm hiện tại. Mình sẽ không dạy cho anh chị nhà đầu tư quá nhiều, nhưng mà mình sẽ nói cho anh chị nhà đầu tư trong cái bối cảnh hiện tại thì những cái kịch bản nào cho thị trường và anh chị cần phải lưu ý về cả những cái nguyên nhân và kết quả. Thứ nhất là khi mà thị trường chúng ta xuất hiện những cái nhịp rơi rớt như ở thời điểm hiện tại thì cái mà thị trường của chúng ta cần làm là gì? Là nó có hai cái kịch bản có khả năng xảy ra. Thì đây cũng là một trong những cái kịch bản mà chúng ta lưu ý. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là thị trường nó có khả năng sẽ tạo ra một cái biên độ giao dịch. Tức là nó sẽ tạo ra được cái gì? Tạo ra được biên độ giao dịch với khối lượng thấp. Tức là quanh cái vùng này nè, toàn bộ những nhà đầu tư đu bám trên này, nó đi ngang quanh cái vùng này và bắt đầu thị trường ta tái tích lũy hấp thụ trở lại với khối lượng thấp, kiệt về thanh khoản. Bởi vì sao? Bởi vì là trong việc khối lượng thấp nó thể hiện là lực cung yếu, đúng không? Lực cung yếu, mà lực cung yếu chỉ có nhà đầu tư cá nhân mới có lực cung yếu, tổ chức người ta lực cung nó mạnh lắm. Đây là những cái cây mà tổ chức nó bán là anh chị lực cung mạnh không, nhưng mà bán ra những cái vùng này là lực cung yếu, nó đến từ đa phần là nhà đầu tư cá nhân. Nên thông thường nha, thị trường chúng ta đi về kịch bản đẹp nhất là tích lũy ở đây, tạo ra một cái vùng biên với khối lượng kiệt về khối lượng, thì sau đó nó sẽ kéo lên. Bởi vì khi nó gom lại đủ lớn thì nó sẽ kéo lên đủ xa, tùy vào cái lượng hàng mà tổ chức người ta gom. Ví dụ anh chị thấy đây là một cái vùng biên này, khi rơi rớt một khoảng thời gian này, tạo ra một cái vùng biên là anh chị thấy khối lượng nó kiệt xuống, nhỏ lại, không còn lớn, những cái cây lớn lớn như thế này nó bắt đầu bé lại, giao dịch bé 500-600 triệu cổ phiếu, không còn những cái phiên 700-800 triệu nữa. Thì trong giai đoạn này kịch bản đẹp nhất là ở đây, thế thì chúng ta tạo ra những cái vùng biên giao dịch để nó hình thành ra một cái kết quả là nó sẽ đánh. Ví dụ ở đây cũng vậy nè, anh chị đã tạo ra một cái vùng biên giao dịch, sau đó làm gì? Và kiệt vào khối lượng. Khối lượng ở đây không thể cao được, khối lượng cao là tổ chức bán anh chị, nhưng mà khối lượng thấp á, nó thể hiện cho anh chị biết là cá nhân bán. Còn những cái dạng mà nó sẽ kê dưới, nó tạo ra những cái nhịp mua. Bởi vì sao? Bởi vì nó kê, nó mua, ai bán nhỏ giọt thì nó lấy, sau đó nó sẽ hình thành ra kết quả và nó thể hiện qua cho anh chị thấy là những cái điểm pivot vượt qua cái vùng biên này với khối lượng tương đối. Thì anh chị chỉ cần ăn ở cái nhịp thân cá này, bỏ qua cái đầu đi, cái đầu này gom cũng được, nhưng mà anh chị phải nhận diện được tùy theo các khả năng của bản thân. Đây nè, cái vùng biên giao dịch sau một khoảng thời gian rơi rất là tạo ra một cái vùng biên này, và cái vùng biên này thành công hay không là do cái điểm pivot này để chúng ta xác nhận. Nếu chúng ta lưu ý là đa phần cái vùng biên giao dịch này, nếu anh chị nhà đầu tư thấy nó tạo ra một cái vùng biên trải qua khoảng vài tuần với khối lượng thấp thì anh chị chúng ta có thể cân nhắc dần được rồi. Và đó chính là những cái nhịp tích lũy của cổ phiếu, là tích lũy của thị trường. Ví dụ VND này, anh chị đã tạo ra một cái vùng biên giao dịch này, rồi nó mới đánh, là tổ chức người ta gom. Lưu ý ha, cân nhắc nhá. Thí dụ anh chị ở trong giai đoạn này nè, rớt xuống nè, phục hồi lên nè, rồi tạo ra một cái vùng biên này. Khi giao dịch vùng biên đủ to thì tạo ra những cái phiên tăng, những nhịp tăng giá đủ lớn. Vậy thôi. Lưu ý nha, chu kỳ nào đó cũng thế anh chị, bởi vì đó là cái bản chất của cái việc mà gom hàng của tổ chức, là anh chị thấy nó rớt nè. Sau đó làm gì? Gom hàng lại với yếu tố gì? Kiệt và khối lượng. Sau đó nó đánh lên. Thực ra anh chị chỉ cần ăn những cái cây này là những cái điểm pivot của cổ phiếu, nó vượt qua cái nền này, vượt qua cái nền này nè. Còn anh chị mua sớm hay không thì mình không biết, nhưng mà thông thường những cái điểm pivot với khối lượng lớn này anh chị đánh an toàn. Nè, tiền vào khối lượng lớn để nó đánh dứt khoát lên, dùng tiền vào nó đẩy giá, bởi vì vùng này nó gom đủ rồi thì lúc anh chị sẽ ăn được những cái nhịp tăng. Nó là thế, nên là chúng ta phải hình dung là kể cả cổ phiếu hay là thị trường nó cũng sẽ y chang như vậy. Lúc nào sẽ tạo ra một cái vùng biên giao dịch trước khi nó tăng hoặc là nó giảm. Tạo ra vùng biên nha. Vì thế là chúng ta phải chờ được cái điểm pivot. Ví dụ ở đây nè, thị trường này mình đánh giá nó đang rất giống nhịp này luôn nè, y chang. Về cái hành xử cũng như là tâm lý
Theo mình là như vậy. Vì thế là nếu mà thị trường đúng thì mình nghĩ nó có một cái rũ như thế này nữa là đẹp. Anh chị thấy cây rũ này khối lượng nó không quá cao, nhưng mà nó sẽ giúp cho thị trường người ta có một cái nhịp tăng đủ lớn trong giai đoạn sau. Còn nếu mà đi ngang hoặc đi lên thì nó eo uột lắm, đi nó hơi lâu, đi được có tí là phải dừng lại, bởi vì nó rũ không đủ và hàng nó không đủ nhiều, nó là biên độ ít. Đó là chúng ta phải hình dung như thế. Vì thế là quan điểm là anh chị đang đi xuống nè, bắt đầu tại vùng biên đi ngang xuất hiện những cái điểm rũ, những điểm này vì thế trong vùng biên chúng ta không có giao dịch, nhưng mà anh chị thấy nè, trong giai đoạn này nó có gì, khối lượng rất thấp, tức là lượng hàng á, mỗi margin này kia bán ra là không phải bị bán tháo quá nhiều nữa, người ta cân đối được tài khoản. Nhìn chung là trong giai đoạn này mình thấy thị trường đang giống với giai đoạn này nhất về tâm lý và hành vi, về mọi thứ nhìn nó tương đối giống như vậy. Thì nếu mà nó đi trong một cái biên độ như thế này kịp với khối lượng này, ok, đánh lũng tạo ra những cái điểm trap, sau đó thị trường xác nhận những cái phiên tăng giá, khối lượng đi vào, anh chị mua phiên này là được. Không nhất thiết mà mua trong cái nền này, làm gì anh chị mua chân 53% nó vẫn an toàn, còn bắt được cái vùng đáy này ấy hả, thành công hay không ấy, nó cũng sẽ tùy vào cái khả năng của từng người. Nhưng mà mình thì mình sẽ chờ, lưu ý nha, có thể sắp tới những cái nhịp mà rung lắc như thế này có thể bên mình mua, nhưng mà mình sẽ nói cho anh chị nhiều từng lý do bên mình mua, thì cái đó phải phải tới đó là chúng ta mới tính tiếp, tùy vào xung lực là thấy được cái yếu tố kền kền nó vô nó hút sát là mình có thể lấy được. Nhưng mà nếu mà nó không có thì mình sẽ chờ những cái nhịp tích lũy như thế này của thị trường tạo ra một cái nguyên nhân tích lũy hấp thụ, thì tạo ra một cái kết quả là thị trường có yếu tố đánh lên để tổ chức ra hàng và test lại những cái đỉnh trước. À, ông ta lưu ý về cái khái niệm nguyên nhân kết quả và cái cách gom hàng của tổ chức trong khi nó tạo ra vùng biên giao dịch với volume thấp. Lưu ý nha, đó là một cái đầu tiên về cái việc hành xử của thị trường ở thời điểm hiện tại. Cái thứ hai là thị trường mà nó vào một cái pha chiết khấu sâu, tức là lúc này anh chị phải hình dung thị trường nó giống như một quả banh tennis á, nó rớt xuống nó nảy lên, và cái việc rớt tiếp theo của nó người ta chưa biết được biên độ như thế nào, vì thế nó sẽ tạo ra những cái vùng chiết khấu sâu kèm tâm lý hoảng loạn và biên độ giao dịch lớn. Và với cái yếu tố mà tạo ra tâm lý hoảng loạn, biên độ giao dịch lớn thì nó sẽ kèm những nhịp phục hồi với những cái biên tăng giá cực sốc. Ví dụ như ở thời điểm trong giai đoạn này nè, rớt nè, phục hồi nè, rớt nè, phục hồi nè, rớt nè, thì đây là những cây mà tổ chức người ta gom, là anh chị thấy khối lượng nó khác biệt không, rất to, và nó sẽ tạo ra một cái nguyên nhân của việc rơi sâu rơi mạnh hoảng loạn và gom được cái dạng mà kền kền hút sát ở đây, thì sẽ tạo ra những biên độ hồi sốc trong ngắn hạn. Nè anh chị nhìn từ phiên này là giá thấp nhất là bao nhiêu đi, 873, mà cái nhịp sóng này lên tới 1.000 mốt đó. Là bao nhiêu, 200 mấy chục điểm trong vòng thời gian nhiêu, 2 tuần, anh chị thấy không? Đó là cái nguyên nhân kết quả. Vì thế anh chị thấy những nhịp rơi mà không sốc lên rất là ngắn, tích lũy mà ngắn thì nó đi lên cũng ngắn. Vì thế chúng ta phải hiểu cái định luật và nguyên nhân kết quả. Ví dụ ở đây nè, rớt bao nhiêu, rớt một phát từ ngàn hai về ngàn là 200 điểm thì nó phục hồi lên 200 điểm luôn. Lưu ý ha, cứ rơi sốc hồi nhanh, ví dụ trong giai đoạn này nè, thị trường ta gặp Covid rớt một cái về 650, kết quả đi lên tới 1.500 luôn, một con sóng rất to của thị trường. Hoặc là trong một cái giai đoạn đi ngang tạo biên của thị trường ở đây cũng thế, anh chị thấy thị trường ta cứ rớt sốc này, rớt liên tục và rớt sốc tạo hoảng loạn thì nó sẽ hồi những cái nhịp phục hồi như thế này, rớt từ 1.080 về khoảng 920 mấy là phục hồi cái lên trên ngàn mấy luôn, tức là tạo ra những biên độ rất là nhanh. Thì đó là cái cách mà thị trường vận hành, thì chúng ta cứ nương theo thị trường thôi, cứ hồi sốc thì nó sẽ lên sốc. Nè anh chị thấy này, giai đoạn này nè, xuống sốc nè, đi lên nó sốc luôn. Đó là cái động lực và cái việc vận hành của thị trường ở thời điểm hiện tại. Vì thế lúc nào nó cũng vậy thôi anh chị, xuống sốc thì nó nảy lên cũng sẽ rất cao. Là anh chị thấy trong giai đoạn này là xuống sốc không? Sốc dư, sốc quá trời, bước lại. Nó sẽ không có nhiều quá nhiều thời gian để nó tích lũy, mà nó xuống là nó đi lên luôn. Nên cái nguyên nhân kết quả của cái việc mà tạo ra những cái việc mà rơi xuống sốc như thế này, thì những cái nhịp hồi phía sau sẽ là cái cơ hội rất lớn để cho anh chị chúng ta tìm kiếm được lợi nhuận. Nên chúng ta lưu ý ha, đó là cái việc mà tạo ra vùng chiết khấu sâu, tâm lý hoảng loạn và cái bối cảnh của thị trường lúc này, hai kịch bản này đều có thể xảy ra. Vì thứ nhất là thị trường đang có xu hướng cân bằng, thứ hai là nó đang cũng đang vào một cái nhịp là bị rớt sốc, nên kịch bản nào chưa biết nó xảy ra. Thì chúng ta cứ hiểu về những cái mà mình chia sẻ cho anh chị thì nó theo kịch bản nào thì chúng ta hành xử kịch bản đó. Ví dụ như thị trường chúng ta chỉ có sâu, ví dụ như mà mình nói là giả sử như tiêu cực phát về 1080 thì nó sẽ có một nhịp hồi phát lên 1.200 luôn. Còn ví dụ nó cân bằng ở đây này thì nó sẽ lên được khoanh 1.180 là hết, ví dụ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì phía trên kháng cự nó nhiều, nhà đầu tư kẹt người ta không nhả ra thì nó sẽ biên nó ngắn. Còn anh chị nhà đầu tư nghĩ là thị trường nó sẽ lên ngay 1.300 trong năm nay à? Khó đấy, rất là lâu. Thị trường vận hành theo ngày, mọi thứ diễn biến mà như thế này thì nếu mà giả sử như rớt một phát về 1.080 hoặc là sâu hơn nữa, nghìn nó hồi một phát có thể lên tới 1.300 luôn, giật một phát là đi lên luôn.
đi lên liên tục và không dừng lại. Quan trọng là tổ chức người ta gom hàng được bao nhiêu. Ví dụ như người ta gom hàng ở vùng này, chứng tỏ cái giá của họ không phải là quá sâu, thì động lực của người ta chỉ đánh được khoảng một thời gian ngắn là người ta sẽ tháo hàng. Còn nếu mà cái giá người ta đủ tốt ở vùng giá rất sâu thì người ta sẽ động lực người ta đánh lên rất là dài. Giống như anh chị thấy trong giai đoạn Covid này, nó đạt vào một cái 650, tổ chức người ta gom hết ở những cái vùng giá thấp, ôm hết hàng thị trường. Hiểu hàng thị trường châu nổi 90% đi, nó ôm hết khoảng 8-500, 5% còn lại còn những nhà đầu tư mà người ta quên tài khoản thôi. Còn lại những cây này đa phần ăn bán hết. Sau đó tổ chức mafia và nó ôm thì anh chị thấy động lực của nó kém phát lên nghìn năm. Đương nhiên là trong quá trình tăng giá thì nó sẽ rơi rớt này kia, nhưng mà cái giá vốn của nó tốt á thì kiểu gì nó cũng sẽ tìm cách nó đánh. Nên chúng ta phải hiểu cái yếu tố nguyên nhân và kết quả trong các vấn đề nguyên tắc giao dịch để chúng ta hình dung trong những cái câu chuyện phía sau. Thì đó là một trong số những cái chia sẻ của Nam đối với anh chị nhà đầu tư, cũng như là những cái bài học thì anh chị có lấy ra anh chị viết lại, anh chị ghi lại, anh chị nghe video để nó kỹ hơn về những cái vận động này. Còn thị trường thì nó đều đang bước vào hai cái trường hợp vậy, mọi thứ chúng ta đều phải quan sát. Ví dụ rớt sâu thì chúng ta sẵn sàng xác định một cái nhịp bắt lớn. Còn nếu đi ngang ở đây chúng ta sẽ chờ những cái điểm buy vote để chúng ta tham gia. Mình giao dịch có nguyên tắc và hệ thống, mình không tham gia. Ai bắt đáy được thành công thì chúc mừng, mình không có nhu cầu làm cái việc đó. Mình sẽ chờ ở một số cái nhịp phù hợp. Nếu mà thị trường chúng ta có rung rũ đủ lớn, hoặc là cái độ chiết khấu là lượng hàng mà tổ chức người ta gom vào đủ to thì mình sẽ vào, còn nếu không mà giao dịch như thế này thì mình sẽ tiếp tục đứng ngoài. Đó là nếu anh chị nào thấy phù hợp với tiêu chí đầu tư của hệ thống thì anh chị cứ liên hệ với trợ lý của mình và các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị vào nhóm để chúng ta cùng nhau bắt ở cái nhịp tới ha. Còn lúc này quan điểm của mình và hệ thống bên mình vẫn tiếp tục quan sát, mặc dù quan sát hơi mệt nhưng mà vẫn phải tiếp tục quan sát nha. Ok, cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều, chúc anh chị nhà đầu tư một buổi tối thật là vui vẻ trong sự tăng giá của thị trường ngày mai, và hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.